Đầu tiên cô chú và anh chị hãy ghi cho cái ngành nghề của mình ạ. Cái ngành nghề lĩnh vực của mình ạ. Xem mấy đơn chuột đây. Chưa chưa xong đấy. Tiếp cái đề này. Cái ngành nghề lĩnh vực mà cái thứ hai mọi người ghi cho cháu đấy là cái độ tuổi mua hàng đấy ạ. Cô chú có cái độ tuổi mua hàng khách hàng gì không ạ? Có. Đấy thì ghi vào ạ. Chúng ta phải xác định được những yếu tố đấy. Đầu tiên chúng ta phải xác định được độ tuổi của họ là gì ạ? Độ tuổi là từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Thường thì mọi người mắc một vấn đề đấy là mọi người bán nhiều sản phẩm. Mọi người bán nhiều sản phẩm nên cái độ tuổi mọi người bị giảm trải đi. Có những người ghi là từ 22 đến 60, đúng không ạ? Đấy thì cái độ tuổi nó rất là giảm trải thì chúng ta chọn một cái sản phẩm là những người hay mua hàng của mình nhất. Hay mua hàng của mình nhất rất là quan trọng luôn. Đấy, cứ nói đi. Đấy. Và cái quan trọng thứ ba, cái quan trọng thứ ba khi quảng cáo Facebook, mọi người phải xác định được cho cháu đấy là họ ở đâu. Họ ở đâu? Ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh hay cả nước, đúng không ạ? Thì thực ra là do mọi người thôi, do mọi người bán hàng như thế nào thôi. Cái ngân sách mọi người chạy à, cái công việc kinh doanh mọi người như thế nào thôi thì nó sẽ quyết định cái khách hàng của mình. Ví dụ như là mình không nên chạy làm sao chạy rộng quá, chạy cả nước chẳng hạn. Cái chi phí ship hàng của mình, cái chi phí để giao hàng của mình ấy, nó rất là cao. Rất là cao, có thể ảnh hưởng đến cái doanh thu của mình. Ví dụ như là bây giờ từ đây ship vào giao hàng vào thành phố Hồ Chí Minh hết 100.000 chẳng hạn. Khách hàng người ta không chịu. Người ta sẽ tìm những cái cửa hàng nó gần đấy hơn để người ta mua. Bởi thực tế cái sản phẩm ấy hiện giờ Việt Nam mình ở đâu chả có. Thực tế vậy. Đúng không ạ? Giả sử bán một cái bút này đi ạ. Bán bút này mà giao hàng từ bây giờ là khoảng tầm bút này bán là cho giả sử là 200.000 nhá. 200.000 đi, 200.000 to. Đấy, bây giờ giao vào thành phố Hồ Chí Minh là chi phí giao hàng vận chuyển hết tầm, thứ nhất là giao hết, nếu mà giao 30.000 thì mất khoảng tầm 10 ngày người ta mới nhận được. Thứ hai là giao 100.000, 3 ngày sau họ nhận được. Đấy, rõ ràng là cái việc chi phí thời gian và chi phí vận chuyển nó rất là cao. Thì thay vì họ chọn cửa hàng mình, có thể họ chọn cái cửa hàng ở thành phố Hồ Chí Minh thay vì chọn cửa hàng Hà Nội. Điều này là cô chú đang nhắm đến cái tập khách hàng đấy, là cái tập khách hàng đấy nó sẽ như là người ta khó khả năng mua hàng hơn. Đấy. Nên là việc cái mình chọn đấy là chọn cả nước hay là... Tuy nhiên cũng có những cái mặt hàng ấy nó đặc thù, nghĩa là người ta bán hàng rất là hiếm. Ví dụ như là trước cháu quen một ông anh, ông ấy bán cái gọi là cái bút để... Nghĩa là ô tô ấy, nó có cái vết thì khoảng nó nghĩa là bị đi làm sao, nó có vết xước ấy. Nó có cái bút nghĩa là chỉ cần bôi lên này này, cái vết xước biến mất. Cái hàng đấy rất là độc, không ở đâu có thì ông lại bán hết cả nước. Bởi vì không có thằng nào bán cả. Đấy. Ý ở cái câu chuyện là, nếu mà chúng ta gặp những cái đối thủ ngay trong cái địa bàn mà, ngay trong cái địa bàn mà khách hàng sống ấy, thì cái khả năng cạnh tranh chúng ta sẽ khó hơn. Đấy thì cái địa lý của mình rất là quan trọng. Đấy, chúng ta quảng cáo thành phố Hồ Chí Minh nhưng chẳng ai thành phố Hồ Chí Minh mua hàng của mình thì mình bán làm cái gì? Đúng không ạ? Đấy, nó không cần thiết cái vấn đề đấy. Đấy, thế là đấy thì cháu quay lại cái câu chuyện là cái anh đấy thì anh em giao hàng là giao hàng cả nước cơ. Bởi vì mỗi mình ông ấy cả nước Việt Nam, mỗi mình ông ấy bán. Mà ông ấy giàu lên là nhờ cái đấy. Bởi vì cái bút này thực ra ông ấy nhập bên Trung Quốc có 20.000 thôi. Và ông bán với giá là 200.000. Đấy. Nghĩa là lợi nhuận là 10 lần mà chạy cái quảng cáo đấy nhắm vào những người mà bán mua đã có ô tô ấy. Nó cực kỳ hiệu quả luôn. Bởi vì cái việc cái chi phí người ta sửa một cái vết xước đấy mang ra gara này nó tốn thời gian này. Xong rồi lại phải sửa cái đấy nó mất rất là nhiều tiền. Nhưng đây là nghĩa là đơn giản là chỉ cầm cái bút đấy người ta quẹt một nhát này là nó biến mất. Đấy, thế là ông ấy bán những mặt hàng độc đấy thì ông lại bán hàng nước. Đấy. Thì bây giờ nếu mà cô chú hay là anh chị ấy, bán những cái sản phẩm nào nó có mang tính chất nghĩa là ở bên ngoài có thì mình bắt đầu mình xem là liệu mình cái khả năng vận chuyển, liệu khả năng mình tiếp cận khách hàng đấy liệu có tốt không. Nếu không cái chi phí của mình, ví dụ như Hà Nội có khi chi phí nó chỉ như thế này thôi. Nó chỉ ở mức này thôi. Đấy. Nhưng mà lên thành phố Hồ Chí Minh có khi nó tăng vọt như thế này cơ. Đấy, không có người mua hàng. Đấy. Tôi quảng cáo đến 10 người thì 5 người mua hàng ở Hà Nội. Trong khi ở đây tôi quảng cáo thành phố Hồ Chí Minh người người thì 1 người sẽ muốn mua hàng.
cái chi phí để bán một sản phẩm ở đây nó cao hơn rất nhiều so với chi phí này, thì có khi chúng ta lại phải xem xét lại vấn đề. Nên địa lý là vấn đề rất là quan trọng, được chưa? Đây là phân tích một chút về địa lý nhá. Đấy, nên là cô chú ghi cho cháu là nó ở đâu, Hà Nội hay là thì nó tùy, cũng tùy vào mục tiêu của mình. Ví dụ như là có cửa hàng thì phải kéo họ đến khách hàng, kéo khách hàng đến cái cửa hàng của mình thì mục tiêu nó sẽ khác, được chưa? Ví dụ như là cháu có một cái cửa hàng, cháu có một cái spa chẳng hạn, cháu ra sử vậy, cháu spa mục tiêu của cháu nơi đấy hơn lấy spa nó hơi lấy cái gì mà để người ta đến cửa hàng nhỉ? Quần áo thì bây giờ giao nhận rồi. Thế trong đầu cháu giờ chỉ nghĩ là mỗi đi spa, nghĩa là nơi phụ nữ chăm sóc sắc đẹp ấy, có các công cụ đúng không ạ, để chăm sóc sắc đẹp, xong rồi mong muốn là để người khách hàng nữ đấy là đến được cái cửa hàng của mình để mình có mấy cái công cụ để mà mình chăm sóc cho họ đấy. Nhưng mà bây giờ nếu mà chạy quảng cáo ấy, bây giờ cháu ở trên ngã tư Sở, theo cô chú cháu chạy quảng cáo đến Nhật Tân, liệu người ta có đến không? Từ Nhật Tân, cầu Nhật Tân. Còn cháu ở xa ngã tư Sở, liệu người ta có đến không? Không đến đâu ạ, bởi vì nó quá xa. Nó quá xa, được chưa? Nó xa quá thì người ta sẽ không đến. Những cái sản phẩm nó spa nó rất là phổ biến, nghĩa là nó nhiều như nấm. Spa nó nhiều như nấm luôn ấy. Đâu nhìn thấy, đi đường, cung đường nào cũng thấy. Chả tội gì họ phải chọn một cái cửa hàng nó là xa chỗ họ, vừa mất thời gian đi lại, được chưa? Ngửi khói bụi về cũng xong rồi, đúng không ạ? Chi phí đi lại cũng có khi cao, nên là đôi khi là người ta không chọn đâu. Đấy là những cái đấy nó rất là hạn chế, cái nó là chọn hạn chế về cái việc là thì mình phải xác định xem là mình có muốn đến kéo người ta đến cửa hàng hay không. Đấy, ví dụ như là chị bán sữa đúng không ạ? Chị bán sữa, chị có cửa hàng đúng không? Hay là bán online? Nhà nhập khẩu. À, nhà nhập khẩu nghĩa là tìm kiếm tiếp cận đến những người kiểu như là đại lý đúng không ạ? Thực ra là chị đang muốn là quảng bá cái sản phẩm của chị đến người tiêu dùng. À, nghĩa bán lẻ. Tiêu dùng họ sẽ ra shop, tức là từng các thành phố là chị đã có nhà phân phối, là có hệ thống nhân viên giao hàng các shop rồi. À. Và bây giờ bởi vì sản phẩm của chị nó không được phép quảng cáo trên TV thì bắt buộc là chị phải đi theo kênh online này để quảng bá hình ảnh. Đấy thì ví dụ như sản phẩm nếu mà chị kéo đến shop ấy, đấy ví dụ như là chị kéo người ta đến shop, còn chị giao người ta, giao hàng cho người ta, hai câu chuyện nó hoàn toàn khác nhau. Nếu mà kéo đến shop ấy, chị muốn kéo đến shop, kéo đến shop thì nghĩa là cái bán kính chạy nó chỉ khoảng tầm từ 2 đến 3 km thôi. Bởi vì thực ra là cái sản phẩm của chị có tính thay thế rất là cao. Tính thay thế rất là cao. Họ có thể là họ không dùng sản phẩm này, họ chuyển sang họ dùng sản phẩm khác. Đấy, cái việc đi lại của họ rất là khó khăn. Đấy, nhưng mà ví dụ như ở tỉnh thì nó lại khác nhá. Ở tỉnh thì ví dụ có mỗi cái việc mà phân phối sữa nó không được nhiều. Đấy thì có thể là mình, nên mục tiêu của chị khi chạy quảng cáo Facebook có thể là kéo khách hàng đến cửa hàng. Kéo khách hàng cửa hàng có khi là ví dụ như ở Hà Nội này chỉ khoanh bán kính khoảng tầm từ 2 đến 3 km thôi. Không, chủ yếu là chị làm hình ảnh. À, nghĩa là làm truyền thông đúng không? Làm truyền thông đúng không? Làm truyền thông thì lại cái phương pháp làm lại khác. Không phải chạy quảng cáo để bán hàng. Đúng rồi, làm truyền thông thì phương pháp này lại khác một chút. Đấy là ví dụ như là mình có thể đưa ra những cái thông điệp, ví dụ như là về sữa, không nghĩa là vừa rồi em nhớ là hình như có những cái vụ về sữa là nó không được sạch này, xong rồi giá nó đắt hay sao đấy. Hiện tại bây giờ thì chị đang hướng đến cái, bởi vì cái sản phẩm sữa thì người ta nói nên các bà mẹ mà quan tâm các cái nhãn khác thì họ đang đưa là sữa phát triển này, và đồng thời là sữa mát này. Thế nhưng bây giờ là chị đang muốn nhấn mạnh vào cái việc là nhạt mát và gần giống sữa mẹ. Ờ, đấy thì những cái đấy nó sẽ phát triển đến những cái ý tưởng truyền thông. Đấy, ví dụ ý tưởng những cái ý tưởng về kinh doanh. Đấy. Thì nó sẽ giúp nó sẽ nghĩa là chỉ cần một người để tư vấn về truyền thông nhiều hơn. Đấy, xong rồi chạy quảng cáo phải phủ với cái truyền thông. Ví dụ như là mọi người biết cái quảng cáo về rượu cá sấu không ạ? Có ai để ý cái quảng cáo rượu cá sấu cảm xúc không thể tốt hơn ấy. Chưa, mọi người chưa nghe đúng không? Hay là về những cái thông điệp về những cái clip về cảm động mùa Tết, nó sẽ dễ gần gũi hơn, cảm động mùa Tết. Đấy, thì nó đưa những cái thông điệp về những gần gũi gia đình đấy, những đến gọi là những cái thông điệp truyền thông Tết sum vầy đấy, về đây về những câu chuyện rất cảm động ấy, họ kể một câu chuyện rất cảm động. Giờ chị thấy những cái thằng Netflix là nó biết đi vào lòng người. Đúng rồi, nhưng mà cái chi phí để làm những cái đấy rất là cao, cái đấy nó tầm vài tỷ cơ. Vài tỷ, vài chục tỷ, thậm chí vài nghìn tỷ cũng có. Thực ra là nó hơn nhau ở cái ý tưởng thôi. Chứ còn cái tiền chi quảng cáo thì
mặc nhiên nó là như thế rồi. Vâng. Cái... đúng rồi, nó là ý tưởng và nó cần một cái đội ngũ setup rất là mệt. Làm truyền thông cực kỳ, nó cần truyền thông cần những cái đầu óc rất là lớn chứ không phải là dạng lơ tơ mơ. Đúng không ạ? À, chia sẻ một chút đi, chú đang kinh anh đang kinh doanh cái gì ạ? Đây, chú đang kinh doanh cái này. Đây cái là sản phẩm. Sản phẩm là này, sản phẩm rất là độc đáo. Sản phẩm này là nó là dầu sạch. Dầu này để làm gì ạ? Dầu để tẩy cẩy dầu bẩn trong người mình. Tức là trong người mình rất dầu bẩn rất là lâu. Vâng. Đúng không? Rất là nhiều người thằng từ trẻ con cho đến người già đều phải tẩy. Đây là mỹ phẩm. Dầu bẩn. Đây không phải là mỹ phẩm. Đây là thức ăn. À thức ăn ạ? Ừ. À. Đấy. Cái sản phẩm này như bây giờ là lần đầu tiên em nghe thôi. Ừ, đấy, rất là độc đáo và thực sự là lần đầu tiên có mặt ở trên thế giới cũng như lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam. Đấy, nếu mà sản phẩm này ví dụ như độc đáo, mình không có đối thủ cạnh tranh, mình có thể chạy trên cả nước. Kỳ độc đáo luôn, chứ không có một đối thủ cạnh tranh. Chạy trên cả nước thì mình có thể ngắm đến vấn đề là cái chiến lược như thế nào. Đấy, ví dụ như chú thì cháu giả sử đây là cháu chưa biết, cháu chưa nghiên cứu cái này, nhưng mà nghĩa là nếu mà làm ấy thì ví dụ sản phẩm này nếu mà độc nhất thì mình có thể là chạy. Ví dụ như chú nói độc ấy, khó tìm ấy, thì có thể chạy trên cả nước bởi vì không chưa đâu có, nhưng mà bởi vì cái sản phẩm này nó rất là lạ. Nên có khi mình phải edu, nghĩa là mình phải dạy dỗ khách hàng một chút. Nghĩa là trong con người mình nó bẩn như thế nào, nó không được sạch sẽ như nào, cái dầu đấy nó tác hại như thế nào. Đấy thì mình nên chạy những cái đấy trước để mình thu hút những cái người quan tâm đến cái sức khỏe của mình trước. Đấy rồi, cái phương pháp này lát nữa cháu sẽ hướng dẫn, đúng không? Rồi, thank you. Ok, cháu gửi chú. Anh để chia sẻ thêm về sản phẩm của anh không? Doanh thiết bị điện cho công nghiệp. Thiết bị điện công nghiệp à? À thế thì Google hiệu quả rồi. Facebook là một kênh hỗ trợ rồi. Facebook là một kênh hỗ trợ về tiết định lại quảng cáo đó. À rồi, thế thì Google sẽ hiệu quả hơn. Lát nữa em sẽ chia sẻ về Google nhé. Chị sao ạ? Chị là trung tâm đào tạo các bộ môn năng khiếu nghệ thuật. Đấy, đây là một điển hình của việc ta ghép vị trí. Thực ra là em cũng quen biết. Đấy, em quen biết rất là nhiều anh chị làm trong lĩnh vực này. Và cũng là cũng chọn Facebook là một cái kênh để thế chạy chính. Em tư vấn cho chiến lược như nào? Của chị thì chạy Google hay là Facebook đều hiệu quả. Đều có thể ra khách. Lát nữa em sẽ chia sẻ cả Facebook Google rồi. Đấy thì chị thì thường target là theo vị trí nhiều hơn. Bởi vì có khi là chỉ xoay quanh cơ sở của chị xoay khoảng 2 km thôi. Bởi vì có rất ít người ta bay từ Nhật Tân ra bay chị vào trung tâm gia đình để bảo bay ra cơ sở của chị chưa chắc. Đấy là một cái bán kính bao nhiêu, khách hàng bao nhiêu dễ mua hàng thì mình sẽ tập trung vào đấy trước. Okay. Bác có thể chia sẻ về... Dạ vâng. Cô là cô Hằng. Dạ vâng, cô Hằng ạ. Dạ vâng. Chị đi học đến rồi. Để cũng biết về marketing online và cũng hướng vận hành nó. Dạ vâng. Thì thực ra là cô cũng biết nhiều về cái này rồi, nhưng mà thực ra để mà làm vận hành cho nó hiệu quả thì chưa có. Dạ vâng. Chưa biết làm thế nào cho nó hiệu quả thì về cái phần mảng kỹ thuật thì không thể, mình rất là bó tay luôn. Vâng. Đấy. Và khi chiến lược đưa ra thì không có người thực hiện. Đấy. Vâng. Đấy. Thì cái ngành nghề của cô là công ty thì nó là cái mảng dịch thuật. Dịch thuật ạ? Dịch thuật. Đấy, cháu biết nó hơi nghiêng về Google nhiều, hơi nghiêng về Google. Cháu có từng nghiên cứu qua cái lĩnh vực đấy. Nhưng ra là nói về câu chuyện đấy thì cô nghĩa là hôm nay ấy, rồi cháu chia sẻ với các chiến lược ấy thì cô có thể nghe qua. Xong rồi nếu mà có người thực hiện ấy, nó sẽ rất là dễ. Đấy, bởi vì thực ra là làm cái này chúng cháu cũng phải cần một thời gian rèn luyện rất là nhiều, không thể nói 1-2 ngày có thể thành công được, đúng không ạ? Đấy. Dạ vâng. Cho người nước ngoài và đào tạo nghiên cứu sinh. Thì cái đấy thì cô cũng đang thứ nhất là cô cũng đang hoàn thiện cái trang web, cũng quanh tuyến đường. Website là một cái giải pháp rất là tốt cho đặc biệt với lĩnh vực của cô. Nó là một cái phương án rất là tốt, rất là tuyệt vời. Trong quá trình đấy thì cô cũng muốn là cũng thích bán hàng ấy. Vâng. Facebook ấy. Dạ vâng. Đợt vừa rồi thì cô cũng làm cái bán cái dầu gội đầu, mọc tóc, của dụng tóc. À vâng. Cô cũng... chạy quảng cáo. Vâng. Nhưng mà hầu như cũng chẳng có hiệu quả gì. À rồi. Nên vâng. Nhờ cháu tư vấn cho vâng, cháu sẽ chia sẻ cái phương pháp là sao để có được những cái thông tin đấy, thông tin khách hàng. Dạ vâng, ok. Và bây giờ cháu sẽ bắt đầu. Dạ vâng. Thì đấy thì em vừa tham khảo qua mọi người cái phương pháp ấy, về cái lĩnh vực kinh doanh ấy, có thể mình sẽ chọn được cái kênh hay là target khách hàng hợp lý hơn. Ví dụ như ngành nghề của cô về dịch thuật chẳng hạn, thì cái độ tuổi của nó có thể là ngành về dịch thuật ấy ạ. Thì thường là độ tuổi của nó sẽ có thể hơi rộng một chút. Đấy, ví dụ như là ngành nghề của chị đây thì em chưa biết là bán cho những khách hàng loại nào, quên mất không hỏi. Nhưng mà
Đấy, nhưng có những cái mình phải phân định rất rõ ràng, bán cho ai, ai là người mua, nó khác với ai là người dùng, khác hoàn toàn nhau. Ai là người mua với ai là người dùng, khác hoàn toàn nhau. Ví dụ bán ví dụ như là về cái lĩnh vực của chị đấy đi, cho nó dễ nổi trội. Về ngành nghề là đàn, guitar đúng không ấy, thì có thể là dạy cho trẻ em, thì bố mẹ mới là người mua, nhưng trẻ em mới là người dùng. Đấy, nên là cái độ tuổi nhắm đến nó khi phải là bố mẹ cơ. Đấy, xong rồi xem con cái độ tuổi đấy khoảng bao nhiêu. Con cái á, con cái đấy là độ tuổi bao nhiêu, ví dụ như là độ tuổi tầm 3-4 tuổi ấy, thì có khi bố mẹ là tầm khoảng tầm 25 trở lên, 25 đến tầm 35 thôi. Lúc đấy là độ tuổi đấy, thường thì sẽ có con gái khoảng tầm 2-3-4 tuổi đấy. Đấy, cao hơn thì có khi lại không hiệu quả nữa. Bán sản phẩm, bởi vì như đấy con lớn là người ta đâu có nhu cầu. Không nhu cầu à? Đấy thì mình phải rất là rõ ràng. Đấy, ngoài ra mình có sẽ có phương pháp để mình kiểm tra xem là những người đấy người ta có quan tâm thực sự không, được chưa? Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu nhá. Thì với Facebook ạ, đầu tiên mọi người phải có một cái tài khoản quảng cáo. Đức Anh, xem mọi người cái màn hình này. Xem mọi người cái màn hình. Em cắm một cổng HDMI rồi mà. Bật bật cái này đâu nhỉ? Em cắm rồi mà. Vi để mã nào? Chuyển gì? Thôi để cái này tí nữa bạn kia bạn ấy nghĩ. Đấy thì về tài khoản Facebook thì đầu tiên chúng ta phải có một cái tài khoản Facebook, quảng cáo Facebook đã. Một cái tài khoản Facebook đã. Sau khi có tài khoản Facebook rồi thì chúng ta phải có cái chúng ta sẽ bắt đầu là từ cách viết quảng cáo, có một cái fanpage. Đấy, phải lập biết về fanpage như thế nào. Đấy, tiếp theo chúng ta sẽ phải là biết đăng bài như thế nào, đăng bài lên trên fanpage như thế nào. Đăng bài fanpage này. Tiếp theo là cái kỹ thuật để làm sao để lấy được mẫu quảng cáo thì cái kỹ thuật quảng cáo. Những cái kiện này nó chỉ là kỹ thuật thôi. Nên là em xin phép em sẽ lướt đi rất là nhanh. Để chúng lướt rất là nhanh. Những cái gì quan trọng chúng ta sẽ làm, còn những cái gì mà nó chưa quan trọng ngay lúc này thì các anh chị cô chú có thể lên đây để các bạn kỹ thuật support được không ạ? Đấy thì chúng ta sẽ làm thế nào để chúng ta có thể lấy được có mẫu quảng cáo cho cái ngành nghề của mình. Đấy. Sau đấy chúng ta sẽ biết là chạy quảng cáo như thế nào. Tiếp cận chuẩn khách hàng như thế nào và làm sao để mở rộng tập khách hàng, thế thôi. Cái quan trọng nhất là tiếp cận được đúng khách hàng của mình thôi. Còn những cái kia là kỹ thuật chúng ta có thể là làm rất là dễ, làm rất là nhanh. Ây chà, con này 29. Không lên. Bây giờ em hướng dẫn đến cái lập tài khoản Facebook thì bây giờ mọi người vào trang sau ạ. Mọi người có máy tính chuẩn bị máy tính hết chưa? Mọi người vào tên miền này giúp em nhá. Chờ cái một chút. Vào trang trang này ạ. Hoặc mọi người mở Facebook lên ấy. Mở Facebook
Facebook của mình gì? Vào Facebook ạ. Xong vào đâu? Vào địa chỉ trang này ạ. Từ từ, chị kích vào trở lại Facebook em xem. Chị bỏ thanh xóa đấy. Thôi bây giờ gõ vào địa chỉ tên miền là business.facebook.com. Chị cũng gõ vào business.facebook.com với em. Thống nhất một phương pháp thôi. Business.facebook.com. Rồi đi được vào Facebook của mình đúng không? Đúng ạ. Đăng nhập vào Facebook đi ạ. Xong rồi bắt đầu vào địa chỉ tên miền như thế này. Có chấm đấy. Đúng rồi đấy. Chị dừng ở đấy giúp em. Chị dừng ở đấy đấy. Từ từ đấy. Chị vào giúp em địa chỉ tên miền này. Chị enter giúp em đi. Đây, dừng ở đây đi ạ. Chị vào rồi không chị? Anh ơi. Ai ở đây support? Chị có support không? Có support không? Vào hướng dẫn anh. Dùng máy bên này nhé. Vâng. Thế nào chị? Em vào không? Anh mở một tab được không? Người ta mới lấy cái tên thì lên được. Đúng không ạ? Rồi, đang đây rồi. Mọi người ấn giúp em tạo chữ tạo tài khoản nhé. Mọi người tập trung lên trên ạ. Ấn chữ tạo tài khoản ạ. Ở đây mọi người có thể gõ tên của mình ạ. Ở cái chỗ tên doanh nghiệp ấy, mọi người có thể gõ tên của mình. Em mời thêm ví dụ như chị là nhãn hàng của Hello Baby thì chị ghi là Hello Baby. Không ạ, chị ghi tên của chị vào. Tên Facebook là gì em? Tên của chị ấy, tên của chị này. Dạ. Chị dạ vâng, cảm ơn bác. Mời bác đi doanh nghiệp. Dạ vâng. Doanh nghiệp là quảng bán sản phẩm. Nhưng mà chị quảng cáo bằng ví dụ như là tên con chị thì là chị... Tên con chị cũng được, tên của chị cũng được, không sao cả. Được chưa? Đây sẽ là bước kỹ thuật duy nhất ở trong buổi hôm nay. Còn lại mọi người chỉ cần quan sát thôi. Xong rồi tiếp tục bạn. À, ấn vào đây, tạo tài khoản đi, ấn vào đây, tạo tài khoản ví dụ. Tên của bạn, không hợp lệ, phải cân nhắc. Tên doanh nghiệp tên của mình cũng được. Đấy, Nguyễn Hữu Phúc này, tên đầy đủ đấy. Tên có dấu đi xem ạ. À, phải có dấu à? Vâng, thử hiện tên có dấu xem ạ. Chúng mật Việt Nam lấy này. Tên có dấu đây này. Sao đến chỗ first name. À đây, từ từ. Đến đúng mọi người, đến đúng màn hình kia đã nhá. Cái này nên để tên doanh nghiệp hay là Nguyễn Thành Phương. Thử một tên khác đi ạ. Anh thử một tên khác đi. Cháu nên để tên doanh nghiệp hay nên tên tên riêng của cô thì tốt nhất. Được rồi, cô đến đây đã. Từ từ. Cô đừng đặt trước nhá. Đợi anh rồi bây giờ nói. Có mỗi cái chỗ này bước kỹ thuật thôi. Còn sau mọi người sẽ được hỗ trợ hết, hỗ trợ một một luôn. Các bạn hỗ trợ một một nó dễ hơn. Và lại mọi người bây giờ xem biểu diễn này. Sao em ơi, chị nhìn ra thì nó lại ra cái tên Nguyễn Thúy Hà nhỉ? Chị muốn lấy tên của con chị cơ. Thôi không sao. Nó không ảnh hưởng, cái này nó không ảnh hưởng gì cả. Tên ai cũng được, đổi sau cũng được. Đấy, không quan trọng. Để mọi người có tài khoản thôi. Có tài khoản xong rồi mọi người sẽ nhìn đúng không? Đúng không? Mọi người về, mọi người mày mò nó dễ. Cái chỗ email, địa chỉ email doanh nghiệp này thì mọi người điền cái email của mình nhá. Email là Facebook hoặc email gì đấy mọi người hay dùng ấy. Thì mọi người điền vào cái chỗ này đấy ạ. Đưa anh này, email của cậu là gì? Email doanh nghiệp. Đây, điền vào đây. Đưa anh ngồi luôn lên trên này hộ tớ cái. Email doanh nghiệp chứ không phải là email đăng ký tài khoản. Ngồi luôn lên trên này, tớ sẽ hỗ trợ cho. Rồi,
này. Dạ. Cho chú nhổ cái thì nó lại ra ngay tên ra, chú ở đây. Ra đây là được rồi. Ừ, ra đây là được rồi. Vâng, đây là chú nhập cho cháu cái email mà chú hay dùng ấy. Ở chỗ... Đây thì... Đúng rồi. Giao diện của chú tiếng Anh. Rồi. Chú đang học tiếng Anh. À vậy ghê. Mà cái cửa này nó thoáng, hơi toàn mùi thức ăn này. Thôi. À, Phúc ơi, mở hé hé cái cửa kia cho nó thoát mùi hơi thức ăn đó. Không, không phải. Được chưa? Rồi, sau khi mọi người điền xong, mọi người ấn chữ hoàn tất đi ạ. Ây da, chú vẫn chưa qua cửa này cơ. Chưa, mẹ, nó cứ chặn lại. Đây, 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 chú kéo lên trên đi. Anh co bước lại. Ấn tạo tài khoản. Ây da. Đấy. Đúng rồi. Đấy. Xóa, 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 xóa. Từ từ, từ từ. Hoàn tất ạ. Nó lại báo mờ như này thì nó không được. À, tại vì chị chưa gọi địa chỉ email. Thế này được chưa cháu? Hoàn tất thế này. Được rồi, được rồi. Xong rồi ấn hoàn tất đi đưa anh. Cứ ấn hoàn tất đi. Ấn hoàn tất đi. Thì mình gõ mail nào cũng được đấy em. Mail nào mà hay liên lạc với mình nhất đấy. Đây, đánh đi. Có anh giúp cách không? Dạ. Có anh giúp cách không? Dạ vâng, em nói không? Em... Chú có Phạm Trung Anh ở đấy đâu. Phạm Trung Anh sau đổi sau. Ừ. Phạm Trung Anh. Vâng. Không được. Thì đến đây thì mới biết. Tên... Sao tài khoản lại bị vậy nhỉ? Tiếp tục lên sạch. Nhanh thế, đi đâu đúng không? Chưa biết tại báo lên rồi. Sợ là đây nhiều người đăng ký quá. Tên Facebook của chú là gì ạ? Đây, Facebook đây. Facebook của mình là Phúc. Phúc Nguyễn, ông Nguyễn Hữu Phúc. À, biết tại sao rồi? Em chưa biết tí gì đâu. Chú đang dùng á. Hay cái trình thì nếu được. Thôi, chú dùng trình dẫn này không được. Đó, phải vào là không chôm hoặc là cái gì đấy. Không, không dùng được cốc cốc. Cốc cốc không dùng được luôn, thôi dùng Facebook vậy. Chú vào Facebook Wizily cho. Dùng IA nó không cho phép. Nó không cho phép. Mọi người à, có ai bị bỏ lại đằng sau không ạ? Có mỗi chú Phúc nó bị đúng không? Máy của chú ấy hiện đại quá. Không, 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 sao? Sao của chú này thì chỉ có lửa thôi. Được rồi đấy ạ. Như này được rồi đấy ạ. Chị ấn hoàn tất đi. Ok, đến đây bước này nhá. Sau đấy bây giờ mọi người phải tạo được cái tài khoản quảng cáo, thì một cái tài khoản business này, một cái tài khoản doanh nghiệp như thế này thì họ sẽ cho mình tạo hai tài khoản quảng cáo. Rồi về cái bước tạo tài khoản quảng cáo thì Đức Anh sẽ biểu diễn cho mọi người, được chưa? À, xong rồi đến lúc ấy thì mọi người sẽ xem thôi. Từ mọi người cái bước này là bước tạo tài khoản là bao giờ là bước khó nhất. Ở đây thì ít người biết. Ok. Bây giờ mọi người có nhìn rõ không ạ? Ok, bây giờ Đức Anh vào giúp tớ cái phần trình quản lý doanh nghiệp ở trên góc bên trên. Chữ trình quản lý ở kích vào đấy. Có cái phần là cài đặt trình quản lý doanh nghiệp. Ở phần cài đặt. Đúng không? Không, không, mọi người tập trung nhìn vào màn hình này nhá. Gấp hết máy tính xuống ạ. Giờ không cần thiết máy tính nữa. Giờ mọi người chỉ cần xem biểu diễn thôi. Được chưa? Bây giờ mọi người nốt giúp cháu những cái bước nhá. Những cái từ khóa, bây giờ mọi người sẽ nốt những cái từ khóa là cháu sẽ ghi bên bảng. Được chưa? Chỉ cần nốt lại thôi. Chỉ cần ghi lại thôi, không cần phải ấy đâu ạ. Đầu tiên là mọi người tạo tài khoản business, à, tạo tài khoản đấy thì lát nữa có gì các bạn sẽ hỗ trợ chú tạo sau nhá. Bây giờ chúng ta sẽ làm đi cho kịp mọi người, ok ạ? Rồi, ok. Rồi, thì đầu tiên là tạo tài khoản rồi. Không còn lấy bút nào à? Cái bút xanh đâu nhỉ? Mình lại quăng đâu mất rồi. À kia kia kia. Thôi thôi Quỳnh nhá. Quỳnh ơi, vào lấy cái bút bước 1 này. Tạo tài khoản quảng cáo này. Tài khoản
hoặc là tài khoản business để quảng cáo này. Thì cái này này, cái này mình làm một lần xong rồi, một lần được chưa? Cái thứ hai, cái thứ hai là tạo tài khoản, tạo tài khoản quảng cáo. Cái này chúng ta chỉ làm một lần, chúng ta chỉ làm một lần. Thì cái này, bước này, bước này tạo tài khoản quảng cáo, mọi người chuyển ghi lại cứ bước tạo tài khoản. Bây giờ cháu sẽ biểu diễn trên này, được chưa? Còn các bạn hỗ trợ sẽ hỗ trợ cô chú có thể ngày mai hoặc ngày kia gì đấy cho dễ. Bây giờ chúng ta tập trung vào chiến lược mà. Đấy thì những cái keyword này chúng ta sẽ ghi lại thôi, để mình xem mình quên bước nào thì mình sẽ xem lại thôi. Ok, về tạo tài khoản quảng cáo thì Đức Anh kích vào cho tớ trình quản lý quảng cáo này, chọn kênh quản lý doanh nghiệp này. Rồi, Đức Anh kéo xuống có cái phần, kéo xuống có nhìn thấy cái hộp không? Cái hộp ấy, cái bóc lên. Đấy đúng rồi. Đấy, có thấy chữ tài khoản quảng cáo không? Kích vào chữ tài khoản quảng cáo. Trên. Đấy, đúng rồi. Rồi, chọn thêm tài khoản quảng cáo mới. Đây mọi người nhìn như này nhá. Mọi người đừng làm theo. Mọi người tập trung nhìn như này để biết thôi. Cái bước này mọi người chỉ làm một lần thôi. Không cần thiết là nó. Chúng ta không tập trung vào phần đấy. Chọn là tạo tài khoản quảng cáo mới. Tạo tài khoản quảng cáo, đúng rồi. Ở phần tên tài khoản quảng cáo mọi người chú ý là ghi cái gì cũng được nhá. Ghi tên gì cũng được. Tên con, tên cháu, tên chú cũng được, không sao cả. Đức Anh ghi vào. Cái loại tiền chọn là Việt Nam đồng nhé, bởi vì mình đang làm việc ở Việt Nam. Loại tiền là Việt Nam đồng. Rồi, kéo xuống, dùng hai ngón tay. Đấy. Xong rồi ấn tạo tài khoản quảng cáo, xong. Xong bước tạo tài khoản quảng cáo. Đức Anh có fanpage gì chưa? Ok. Bước thứ sau khi tạo tài khoản quảng cáo thì mình phải có một cái trang doanh nghiệp của mình. Trang doanh nghiệp. Trang doanh nghiệp có thể là tên fanpage cửa hàng cô chẳng hạn. Hoặc cửa hàng chị chẳng hạn. Đấy, tên fanpage này. Đấy, hay là tên về doanh nghiệp của cô chẳng hạn. Tên fanpage. Fanpage nó gì? Nó là một cái trang. Fanpage nó là một cái trang. Mỗi một dịch vụ làm fanpage được ạ. Một cái trang Facebook tạo cho, gọi là trang Facebook. Facebook nó tạo cho mình cái trang này. Thì cái này hoàn toàn miễn phí. Cái trang Facebook này hoàn toàn miễn phí. Mọi người có thể tạo bao nhiêu cái cũng được. Thích tạo bao nhiêu cái thì vào tạo. Thích tạo bao nhiêu cái đều có thể tạo được fanpage. Thì cái trang này nó có tác dụng là nó giúp mình quảng cáo Facebook đến nhiều người, quảng cáo đến nhiều người hơn, những cái khách hàng tiềm năng của chúng ta hơn. Được chưa? Chúng ta phải có một cái fanpage. Sau khi fanpage rồi chúng ta sẽ phải muốn quảng cáo nhiều người hơn. Đây mọi người chỉ cần ghi theo đúng những cái này thôi. Cứ ghi đây là số 3 đi. Để mà khi có gì các bạn hỗ trợ, các bạn sẽ hỗ trợ nhanh. Để mọi người biết được từng bước nó như thế nào. Được không ạ? Bước thứ tư, sau khi có fanpage rồi chúng ta phải có bài viết trên fanpage. Cái tôi cho anh fanpage có gì support hướng dẫn nhá. Hình ảnh, cover rồi thì hình nền như nào. Rồi, bài viết trên fanpage. Bài viết trên fanpage thì mọi người sẽ, khi sau khi tạo xong mọi người có khoảng tầm 5 bài viết cho em. 5 bài viết cho em. Đấy, khoảng 5 bài viết. Đấy có nội, có hình ảnh. Hình ảnh cộng nội dung hoặc video. Hình ảnh này. Cộng nội dung. Hoặc là video cộng nội dung. Dạ. Hình ảnh cộng nội dung và video cộng nội dung hết. Đưa anh cho mở cho tớ một cái fanpage. Có vào trang của tớ đi, trang Queenie Spa. Con trang đấy được cập nhật nội dung khá thường xuyên. Queenie Spa. Ừ, Queenie E. Beauty Spa. Quên. Đây ví dụ như là trang này chẳng hạn. Đây thì nó phải có hình ảnh, nội dung. Đây là có video này. Đấy hay là có đây này, hình ảnh này. Đấy thì mọi người phải có những cái này.
Đây là một trang về spa. Được chưa? Rồi. Sau khi bước 4 này là bài viết trên fanpage được chưa? Mọi người đây hiểu không? Thì những cái bài này người ta gọi là bài viết này. Đưa anh kéo xuống một tí đi. Đây, chậm chậm thôi. Đây là bài viết này. Mình sẽ phải đăng bài thế nào thì cách đăng bài như nào các bạn sẽ có hướng dẫn được không? Nó chỉ là kỹ thuật thôi, học một lần các biết luôn. Chúng ta không đi sâu vào những vấn đề nhỏ nhỏ như này, được không ạ? Kéo lên, tiếp luôn. Kéo xuống. Đây, ví dụ như đây hình ảnh cùng nội dung này. Đấy, thì cách đăng bài như thế nào thì các bạn hỗ trợ theo hướng dẫn cô chú anh chị đâu. Do thời hạn chúng ta rất là eo hẹp đúng không? Nên chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề về những cái phần chiến lược tốt hơn. Ok. Như thế nào? Đây, bước 4 thì đây là những cái chiến lược này, những cái mà chúng ta cần phải biết để trước khi để bắt đầu chạy một cái hệ thống của mình cho nó trơn tru. Tiếp ạ. Sau bước này chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta quảng cáo đến doanh nghiệp. Bước 5. Chúng ta phải có bài viết quảng cáo. Nghĩa là Facebook nó sẽ có, nghĩa là chúng ta sẽ tạo ra một cái bài viết hoặc là tạo ra nội dung quảng cáo. Chúng ta sẽ dùng quảng cáo Facebook để chúng ta lan tỏa đến những người quan tâm đến sản phẩm dịch vụ chúng ta. Được chưa? Thì để quảng cáo thì chúng ta cần cái bài viết quảng cáo. Nó phải nhắm được đúng đến cái đối tượng khách hàng. Phải nhắm được đúng đối tượng khách hàng của chúng ta. Bài viết quảng cáo. Thì cái cách viết bài viết quảng cáo như thế nào thì không biết hôm qua anh Tuấn hướng dẫn chưa. Nhưng mà cháu cũng hướng dẫn là cách viết khoảng 5-10 phút là xong. Viết hướng dẫn đi. Đấy. Không, cháu hướng dẫn thì nó mất khoảng 1-2 phút thôi. Còn mọi người viết chắc mất khoảng tầm 5-10-15 phút gì đấy. Tùy mỗi người. Mọi người truy cập vào trang mẫu quảng cáo .com. Đưa anh mở tab mới, truy cập vào đây giúp đỡ. Cách viết bài viết quảng cáo nó nhanh. Đây là cách viết nhanh để mọi người tham khảo. Thì ở đây mọi người có thể là biến tấu đi nhá, từ mẫu quảng cáo đúng không? Rồi nhập từ khóa ở đây à, nhập cho tớ từ bây giờ sẽ nhập cái từ khóa mà ngành nghề của mình thôi. Ví dụ nhập từ làm đẹp đi, chăm sóc da. Làm đẹp không được, chăm sóc da. Từ làm đẹp nó chi tiết quá, nó chung chung quá. Chăm sóc da. Đấy thì nghĩa là mọi người nhập cái từ khóa, nhập cái từ nó liên quan đến sản phẩm của mình. Ví dụ như dịch thuật. Này, cô nó nhảy ra này. À không, đây là do... Đây là trang này đấy. Dạ vâng, đúng rồi đấy ạ. Đây ạ. À... Nhập từ khóa. Chú ý vào đây. Được chưa? Thì mọi người nhập cái từ ấy là mọi người sẽ thấy rất là nhiều mẫu quảng cáo hiện ra. Đây này. Ví dụ cháu làm mày làm đẹp đây này. Kéo lên đây. Đấy thì nó sẽ có rất là nhiều cái mẫu quảng cáo. Mình sẽ chọn một cái mẫu quảng cáo đấy mình ưng ý. Nhập từ gì cũng được ạ? Nhập cái từ liên quan đến sản phẩm. Ví dụ như dịch thuật chẳng hạn. Cô gõ từ dịch thuật vào đấy. Đấy. Của chị là sữa trẻ em à? Ờ vâng. Chị sẽ gõ là sữa trẻ em. Dịch thuật ạ? Chị là ngành nghề gì cơ? Đấy, có một thằng này. Mình biết luôn cả đối thủ luôn. Đấy. Học piano hoặc là của chị nó liên quan đến những cái gì cho trẻ em đúng không? Thì chị cũng có thể một số ngành nghề như là dạy vẽ chẳng hạn. Đấy để mình biết được cái bố cục nó như thế nào để mình biến tấu đi thôi. Đấy, thì nó sẽ rất là dễ. Đấy piano sinh viên đây là một cái nghề mình có thể biến này nó thành mẫu quảng cáo, nghĩa là mình có cái bố cục có nội dung, mình biến nó rất là nhanh. Dựa vào cái mẫu của nó có sẵn rồi. Đây nó bắt là phải đăng ký cái gì xem. Đăng ký thì đăng ký sau cũng được, không thì ấn vào chữ không cảm ơn. Nó thuộc email mà. Chị nhập đây này là xin lỗi bạn, nội dung bằng tìm kiếm không tồn tại là sao? Chú ghi. Chú chọn từ khóa gì ạ? Chú bỏ dấu chấm đi ạ. Chú bỏ dấu chấm. Lên cái một dấu trước rồi. Dùng dấu đi. Đấy thì đây của chị cũng không được. Anh ra với mẫu. Đây chị enter này không ra. Hay là chị gõ thẳng đơn Hero Baby của chị vào? Không, của chị không có đâu. Mình chỉ đưa ra những cái sản phẩm nó chung chung thôi. Sữa trẻ em.
ngon lọc. Rồi nó sẽ hiện ra những cái mẫu quảng cáo liên quan. Nó sẽ có mẫu quảng cáo, chị tìm bên dưới này nó sẽ có đấy. Đúng rồi. Thì đầu tiên ạ, đây này mọi người chú ý vào đây, mọi người chú ý vào đây. Nghĩa là mọi người hiểu cái cách để gõ từ khóa vào thôi đã. Còn bây giờ mọi người tập trung vào vấn đề, đây mới là vấn đề của chúng ta này. Đây mới là vấn đề của chúng ta này. Chứ còn đấy không phải là vấn đề. Vấn đề chưa tìm ra, vấn đề nó loát chậm, vấn đề về đăng ký tài khoản, vấn đề đấy bỏ sau hết. Chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề này, đây mới là vấn đề của chúng ta này. Bởi vì mọi người rất là khó viết được mẫu quảng cáo. Bởi vì mọi người rất là khó viết được mẫu quảng cáo. Nên cái trang này nó sẽ giúp mọi người có những cái mẫu quảng cáo để chúng ta tham khảo. Được chưa? Nó tham khảo. Đấy, thì bây giờ cái cách làm là chúng ta sẽ tìm từ khóa này, bước 1 này. Chúng ta sẽ gõ từ khóa liên quan. Liên quan vào ô tìm kiếm. Được chưa? Sau khi tìm hiểu, chúng ta sẽ thường là chúng ta sẽ có thể có một số ngành nghề nó chưa cập nhật hoặc làm sao đấy, nhưng mà sẽ trong nghĩa là đa số có rồi, bởi vì hầu như cháu tìm các mẫu đều có. Bước 2 này thì ở trên này nó sẽ có một cái ngành nghề nhất định ấy. Nó có, sẽ có một cái bài quảng cáo liên quan, bài viết liên quan đến sản phẩm của chúng ta, liên quan. Chúng ta sẽ lấy cái bài viết đấy. Bước 3 này. Chúng ta sẽ thay đổi câu chữ nội dung. Đây là cách làm rất là nhanh, cái cách làm này rất là nhanh. Ví như là đây là cái trường hợp gọi là đưa anh giúp thực này, nó rơi rồi. Cái này để chúng ta làm nhanh nhá, cái này gọi là ăn miếng liền đấy. Chứ nếu mà tốt nhất đấy thì các cô nên có thể tự viết, bởi vì tự viết nó sẽ, cô chú có thể tự viết đấy, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Hoặc là đúng rồi, cái này thì nó sẽ nghĩa là nó làm cho mình hành nó nhanh thôi đấy. Cái này nó chỉ là một cái mẹo thôi. Với lại mình tham khảo được những bọn nó viết hay ho gì ấy, thì mình nhặt về mình viết cho thành của mình thôi. Nghe, cái này nó sẽ tạo nên cái chất liệu để chúng ta sẽ chế biến lại và tạo ra cái món ăn riêng của chúng ta. Đấy chưa? Đấy, sau khi mình chờ, chúng ta sẽ tạo ra bước 4 là chúng ta sẽ có một mẫu quảng cáo riêng. Tạo mẫu quảng cáo riêng. Cáo riêng. Đấy là về câu chữ. Ngoài ra chúng ta phải cần hình ảnh. Hình ảnh của chúng ta. Hình ảnh. Ví dụ như chị làm về piano, chị có thể là có những cái hình ảnh về các lớp học đấy. Đấy, học các buổi dạy đấy. Đấy, hình ảnh này ấn tượng khác biệt. Ấn tượng khác biệt. Ấn tượng khác biệt. Đây mọi người nốt lại những cái từ khóa. Đây là cháu đang cung cấp những mọi người những cái từ khóa đấy. Để mọi người yêu cầu, ví dụ như mọi người có yêu cầu thuê bên ngoài này, hoặc là tự làm này, thì chúng ta sẽ có những cái để chúng ta sẽ biết để mình định hướng rõ ràng. Hoặc là thuê bên ngoài, bây giờ tôi yêu cầu ông thiết kế cho tôi một cái ảnh ấn tượng khác biệt. Nghĩa là những cái ảnh này nó có đặc thù riêng của tôi, nhìn nó khác hẳn. Bây giờ chú lướt trên YouTube ấy, có những cái ảnh đăng đi chơi ấy, nhìn nó không nổi bật bằng cái ảnh tự nhiên, nó có một cái ảnh nó có khung đỏ, nhìn như này. Cháu sẽ thử cho mọi người. Ấn tượng khác biệt là như thế nào nhá. Ví dụ như đây một bài viết quảng cáo này của cháu viết này, nhìn thấy không? Đang lướt Facebook nhìn tự nhiên nó đỏ lừ lên này, nhìn nó rõ hơn không? Đây người ta gọi là ấn tượng khác biệt này. 69 số điện thoại này, đầu tiên này, giảm 50% này. Đây người ta gọi là ấn tượng khác biệt. Nghĩa là màu nó tự nhiên nó nổi bật lên hẳn lên. So với lướt tường Facebook này. Lướt tường Facebook này. Đấy, mọi người chỉ đang như này thôi. Bạn bè mình đang như này này. Nhưng đây này, tự nhiên lại có một ông nào đây, như này là ấn tượng khác biệt này. Đấy, như này là bạn bè mình đang trông nó rất là bình thường, chẳng có gì. Đấy. Đây là ấn tượng khác biệt này. Đấy. Mọi người sẽ bị rất là chú ý, bởi vì bị bọn lừa đảo vây đánh, bà cụ nhặt rác đấm chúng chảy máu mồm, nghĩa là đây là một cái dạng ấn tượng khác biệt. Mọi người sẽ rất dễ kích vào đây, mọi người xem luôn. Thân cái màu sắc nó khác. Đúng rồi, chính xác đấy. Tạo cái màu sắc khác biệt đi. Nhìn nó khác. Giật tít. Nó là một cái để là tạo ấn tượng khác biệt đấy. Ví dụ như bọn cháu có những câu giật tít chỉ dành cho hoặc là quà tặng này, bỏ qua thì là mất luôn. Bạn mà không đọc bạn mất luôn quyền lợi. Đấy.
Đây ví dụ như là cái này thì nó không phải, cái này là chạy cơ. Rồi. Đây là ấn tượng, đây là một cái dạng ấn tượng khác biệt này. Trông màu nó khác hẳn đi. Tự nhiên nó nổi hẳn lên trên Facebook. Đây là những cái quảng cáo khá thành công. Ok, thế quảng cáo Facebook là như thế nào? À, chúng ta có nội dung đúng không? Bây giờ chúng ta bắt đầu quảng cáo nhá. Em ơi, sao chị hỏi một chút là cái màu sắc mà để khác biệt thì thường thường nó bao gồm những màu? Thường những cái màu nóng, đỏ. Vâng. Chứ dùng màu đen hay màu ấy thì nó chìm quá. Em thường dùng màu đỏ. Ví dụ như đây em có một cái fanpage là một fanpage khác nhá, quảng cáo về áo này. T-shirt. Quên mất tên rồi. Cả nhà bây giờ không có ai nhà bây giờ đi suốt này. Ra đường kiểu mặt hết. Có nhưng mà chìa khóa không ăn gì mỗi và chìa khóa ăn. Không nhớ, không nhớ. Thôi gọi tặng thầy đã. Thế về quảng cáo Facebook thì bây giờ mọi người đã hiểu qua về cái bước này chưa ạ? Rồi. Đấy, video cũng thế nhá. Nếu thực ra là bây giờ nếu mà mọi người làm được video sẽ tốt hơn rất là nhiều. Làm video rất là nhiều. Video đúng không? Đúng ạ. Video là mà mọi người quay được video, làm video rất là tốt. Đấy. Rồi ạ. Tiếp nhá. Sau khi này chúng ta sẽ phải bắt đầu là chạy quảng cáo Facebook. Thì đầu tiên mọi người phải biết quảng cáo trông nó như thế nào đã. Chữ cháu có số quá không? Ok, chạy quảng cáo Facebook thì bây giờ mọi người sẽ nhìn như nào quảng cáo Facebook. Mọi người sẽ nhìn bên đây, nhìn màn hình ạ. Mọi người tập trung vào màn hình ạ. À mọi người cứ ghi hết đi. Ghi lên đây đã. Bước này bước 6 đúng không ạ? Thế bây giờ mọi người sẽ nhận diện xem quảng cáo Facebook trông nó như thế nào nhá. Đây. Mọi người nhìn thấy chữ được tài trợ không ạ? Đây 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 đây. Đây này. Đây này. Chuột này. Này zoom lên, zoom lên, zoom lên. Ấn hai ngón tay zoom lên. Đây chữ được tài trợ này. Thấy chưa? Được tài trợ. Đây rồi, được tài trợ. Đây ở bên cạnh này này, ở bên cạnh này. Ở bên cạnh này nhá. Ở bên cạnh cột thứ 3 này, cột thứ 4 này. Ở cột thứ 3 này. Con này chơi click tụi á. Xem đó. Đây, không mọi người đừng ấn vào ạ. Đây. Thì đây là một dạng quảng cáo Facebook. Ok. Đây là một dạng quảng cáo Facebook. Thấy chưa? Đây là Facebook. Nó cứ có chữ được tài trợ là Facebook. Quảng cáo Facebook. Thấy chưa? Đây là quảng cáo ở cột bên này. Là cột bên tay phải. Người ta gọi là cột bên tay phải. Mọi người kéo xuống tiếp. Mọi người nhìn thấy chữ được tài trợ này. Được tài trợ này. Đây này, có chữ được tài trợ này. Thấy không ạ? Nó hơi mờ mờ nhỏ nhỏ bên này này. Đấy không ạ? Đây là cũng là dạng quảng cáo. Đây là quảng cáo ở bên người ta gọi là quảng cáo new feed. Đây có các dạng quảng cáo này. Thứ nhất là cái bút đang viết rồi. Bút đấy viết hết. Thứ nhất này, nó là quảng cáo cột phải. Cột phải. Thứ hai này, nó là quảng cáo trên cái new feed hay là trên cái trang Facebook của mình ấy, khi mình lướt ấy. Người ta gọi quảng cáo new feed. New feed. Thì mọi người lưu ý một chút về quảng cáo cột phải ấy. Ví dụ như là không biết có chị vừa làm chị làm truyền thông là chủ yếu đúng không? Thì chúng ta sẽ có quảng cáo cột phải. Nhưng mà ví dụ như cô chú bán hàng ấy thì chúng ta chỉ sử dụng quảng cáo new feed thôi. Không ạ, ở đây chính giữa luôn. Đấy khi mình lướt mình thấy đây này, ví dụ đây là quảng cáo new feed này. Dạ, kéo xuống đi. Đây. Kéo tiếp. Kéo tiếp, tìm một mẫu quảng cáo nữa. Cứ khoảng 5 bài nó có một mẫu quảng cáo. Tiếp đi. Cái này mất tiền à? Đây là quảng cáo new feed này. Mất tiền, chúng ta sẽ phải bỏ tiền ra, chúng ta trả tiền. Cột phải sẽ rất là rẻ. Nhưng mà để bán hàng thì cột phải lại không bán được hàng. Rất là khó bán hàng luôn, không phải không bán được mà rất là khó luôn. Bởi vì ít người ta để ý. Bởi vì khi nhìn này,
Mọi người sẽ để ý này, khi mọi người lướt Facebook ấy, mọi người thường chỉ nhìn mỗi cái link viết thôi, nhìn mỗi cái cột dọc ở đây để đọc tin bạn bè, thấy ai thì like, thấy ảnh nào đẹp thì like, thế thôi, thấy cái trang nào thì like. Thế nhiều em ơi, ví dụ như bên như chị chỉ muốn quảng cáo viết thì như em nói là người ta tập trung nhìn vào đấy thì nó không quá. Vâng, nhưng mà nếu mà làm truyền thông thì nên có thêm quảng cáo cột phải nữa, sẽ tốt hơn, nó cũng rẻ. Đúng rồi, đúng rồi. Có một cái dạng quảng cáo thứ ba. Quảng cáo thứ ba nó là quảng cáo trên điện thoại. Trên điện thoại hay là trên mobile ấy. Thì mọi người lôi điện thoại của mình đi ạ. Lôi điện thoại của mình đi ạ. Cái này kết nối với lại ấy kiểu gì nhỉ? Lấy điện thoại của mình Tuấn. Ok, mọi người lướt trên điện thoại mình đi ạ. Cứ lướt trên điện thoại, mở Facebook của mình. Mọi người có app Facebook rồi đúng không ạ? Mọi người có đăng nhập vào Facebook hoặc tài khoản Facebook. Bảo anh Tuấn hỏi xem cái nói kiểu gì. Để bên sao nào? Không cần, để bên từ từ. Ngủ nhanh. Ngủ rồi. Dạ, vâng. Tí này sẽ tặng bác khói. Anh yên tâm. Cậu uống vào bác sẽ xem. Lên tiền nghe. Bạn kết nối wifi cả iPhone nó mạng. Đồng thời mở Bluetooth. Hình như hơi lòng ngoằng. Thôi, bỏ qua đi. Vâng, các học cảm thấy mình rốt. Các học cảm thấy mình rốt. Ok, thôi, không sao. Trên cái Facebook này của mình ạ. Trên Facebook của mọi người này, mọi người sẽ thấy cái chữ đây, quảng cáo trên điện thoại. Nghĩa là khi mình lướt Facebook như thế này này, mình lướt Facebook này thì sẽ có chữ đây. Đây có chữ được tài trợ này. Chị thấy chưa? Chị biết rồi đúng không ạ? Đây, chữ được tài trợ. Đấy. Đây ạ. Đây, ví dụ được tài trợ này. Đấy, thì đây là quảng cáo trên Facebook, trên điện thoại. Đấy. Đây, cô nhìn đây của cháu cũng được. Nó có chữ được tài trợ này. Đấy là của cô này, đây là của cô này. Tức là nó có đó. Nó đang... Chữ là được tài trợ. Thế nhưng mà đây là quảng cáo. Quảng cáo ở đây thì mình nhấn như này. À không, tí nữa cháu mới hướng dẫn cách tạo. Đây cháu đang giới thiệu. Ngoài ra nó bây giờ sắp tới này nó đang cập nhật để ra một cái lộ quảng cáo trên tin nhắn nữa cơ. Nhưng mà hiện nay ở Việt Nam mình thì không phải tài khoản nào cũng được cập nhật. Thì chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề là ba cái này trước, được không ạ? Tập trung vào ba vấn đề này. Tập trung chủ yếu vào ba vấn đề này. Về quảng cáo trên New Feed và quảng cáo thì nếu mà bán hàng ấy, nếu mà mọi người đang bán hàng nhá. Nếu mọi người bán hàng thì mọi người tập trung chủ yếu vào hai cái này. Chợ, bỏ qua cái này. Bỏ qua luôn. Còn nếu mà mọi người đã tập trung là làm thương hiệu thì sử dụng ba cái này. Thương hiệu là ba cái. Vâng. Còn nếu mà tập trung ví dụ như cô đang chủ yếu tìm khách hàng về dịch thuật chẳng hạn, cô chỉ dùng hai cái này thôi. Xem ví dụ như cô thì trong trường hợp nào là dùng cột phải. Không dùng cột phải luôn, bỏ qua cũng được, không sao. Chúng ta tập trung vào bán làm sao để bán được hàng, được chưa? Vấn đề của chúng ta là bán hàng, nhưng vấn đề không phải là... Còn truyền thông, câu chuyện truyền thông nó to lắm. Câu chuyện truyền thông nó to lắm. Nhưng nếu mà truyền thông thì chúng ta phải educate, ví dụ như là chị phải educate lại thị trường. Đấy. Dùng của tôi nó khác như thế nào. À, cái này thì cũng chưa chơi gì. Đấy, thế rồi. Chúng ta sẽ đi tiếp ạ. Về quảng cáo Facebook, bây giờ... em sẽ hướng dẫn mọi người cái cách để tạo một cái tài khoản, để chạy một cái campaign như thế nào nhá. Để làm một cái... quảng cáo Facebook nào, Đức Anh vào, bắt đầu vào đi. Đức Anh bắt đầu tạo tài khoản quảng cáo tới đi. Rồi xong rồi đi. Vào xin quản lý trình quảng cáo. Ok, bây giờ mọi người, bây giờ Đức Anh có một bài viết trên fanpage nào đấy đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thử nhá. Ok, tiếp đi ạ. Để bắt đầu tạo một tài khoản quảng cáo thì chúng ta đây là khi bắt đầu chúng ta tạo một tài khoản quảng cáo này. Đây bắt đầu tạo chiến dịch này. Bắt đầu tạo thì nó sẽ có 3 cấp.
nó sẽ có 3 cấp trong một cái hệ thống quảng cáo. Đúng không ạ? Từ từ ạ. Ờ, mọi người bình tĩnh ạ. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu qua mọi người về 3 cái cấp này đã. Thực ra là học về kỹ thuật quảng cáo về Facebook thì mọi người đầu tiên mọi người muốn học sâu hơn ấy thì mọi người phải nhớ lại các từ khóa thì nó có thể đây là cháu đang hướng dẫn một mức độ gọi là cơ bản nhất. Cơ bản nhất là ai cũng có thể làm được. Nó sẽ có một cái mức độ dành cho nhà chuyên nghiệp. Nó cao hơn rất là nhiều thì cái đấy chúng ta nếu mà có cơ hội chúng ta sẽ làm việc sau. Đấy ạ. Còn với mức độ cơ bản này chúng ta sẽ hiểu về có 3 cấp độ quảng cáo. Thứ nhất là chiến dịch. Chiến dịch của chúng ta là gì? Chiến dịch của chúng ta là gì? Ví dụ như chiến dịch ngày 8 tháng 3. Chiến dịch ngày sắp tới 8 tháng 3 đúng không ạ? Chiến dịch ngày 8 tháng 3. Chiến dịch tri ân khách hàng, chiến dịch mới mở cửa hàng mới, quà tặng dành cho khách hàng, đấy là những chiến dịch. Đấy là chiến dịch, đấy, như vậy. Ví dụ như là nhân dịp khai trương chi nhánh tại đâu đấy, của chị chẳng hạn. Hay là của chị là mở khóa học mới nhất, giảm giá bao nhiêu phần trăm, đấy thì người ta gọi đấy là chiến dịch. Được chưa? Nghĩa là mình đang định lên cái chiến dịch này như thế nào? Được chưa? Ngày tháng lên. Ok, cái cấp thứ hai người ta gọi là nhóm quảng cáo. Thì trong một chiến dịch có nhiều nhóm quảng cáo. Thì nhóm quảng cáo nó sẽ mang đặc tính về độ tuổi của nhóm quảng độ tuổi khách hàng nhắm tới. Mọi người cứ ghi đi ạ, lát nữa khi biểu diễn này cháu sẽ làm cho độ tuổi khách hàng nhắm tới. Cái thứ hai là khu vực địa lý. Mọi người sẽ không tăng nét theo sở thích hành vi gì cả. Cái cách thì như nào mọi người sẽ hướng dẫn nhóm quảng cáo. Trong một nhóm quảng cáo này lại có nhiều mẫu quảng cáo. Cứ đi đã, lát sẽ giải thích gì. Em sẽ giải thích nhiều mẫu quảng cáo. Mỗi nhóm quảng cáo lại nhiều mẫu quảng cáo. Một cái cũng được. Nếu mà mình đơn giản, một cái cũng được. Nhưng nếu để làm chuyên nghiệp, làm để tay to, làm để kiểu là hoành tráng ấy, mà nó muốn hiệu quả cực kỳ cao ấy, thực ra chúng ta phải đổ rất là nhiều tiền. Đấy. Nhà quảng cáo cơ bản thì chỉ cần một mẫu quảng cáo đủ rồi. Nhưng mà nếu mà để làm một cái nhà quảng cáo to thì phải nhiều mẫu. Có những cái ví dụ như Kangaroo ấy, một ngày nó test khoảng tầm 1.800 mẫu quảng cáo. 1.800 mẫu quảng cáo, không ít được. Nhiều lắm ấy. Và nó có một đội khoảng tầm mười mấy người, nó ngồi nó chỉ ăn hết với làm quảng cáo rồi. Đấy, thì ông anh cháu làm trong lĩnh vực đấy hôm trước cũng làm trong quảng cáo Ru, ông ấy biết, ông ấy kể lại cũng kinh lắm. Đấy, thì nó nhiều mẫu quảng cáo. Mẫu quảng cáo này chúng ta nhắm đến ai thôi. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích sâu hơn một chút về chiến lược này, độ tuổi này. Thì trong chiến dịch ấy, ví dụ như là chiến dịch về lấy một ví dụ đi ví dụ như đàn piano đi. Đàn piano đi bán khóa học với piano. Thực ra là mình sẽ chia thành hai nhóm chiến dịch là khai giảng một khóa học mới về piano nhá. Khóa học piano khóa K20 chẳng hạn. Được chưa? Cho trẻ em độ tuổi là từ 3 đến 4 tuổi. Thì chị có thể chia thành như sau. Đây là tên chiến dịch, chiến dịch nó như sẽ như này. Được chưa? Trong chiến dịch này sẽ có rất là nhiều cái mục tiêu mình nhắm đến thì tí bây giờ sẽ nói về thì khoa piano K20 3 đến 4 tuổi. Độ tuổi chúng ta nhắm đến nghĩa là khách hàng của chị ấy. Nghĩa khách hàng có khả năng mua nhá. Là từ từ đừng nghịch màn hình nhá, đưa anh nhá. Đừng nghịch màn hình bây giờ. Ông nghịch màn hình mọi người chỉ nhìn màn hình thôi. Độ tuổi của khách hàng là từ bao nhiêu? ba mươi đến bốn mươi. Thực ra 3-4 tuổi em thấy 28 cũng khi đã 3-4 tuổi rồi. Chị em 28 thì đầy 28. Cứ để 28. Thực ra là chị xem là những cái khách hàng từ trước đến giờ chị mua hàng ấy, chị thử thống kê một lần xem. Quan sát thôi. Hoặc là hỏi tuổi cũng có sát không? 25 đến 30. Ôn nhiều lắm. Ủa, 25 tuổi kinh tế nó chưa vững, chưa chắc đi cháu đi học đâu. 28 thì nó đỡ hơn. 25 còn trẻ quá. Thường là 30-40. Thường 30-40 đúng không ạ? Vậy chúng ta cứ để 30-40. Được chưa ạ?
thường là 30-40, chúng ta sẽ phải độ tuổi 30-40. Thường là nữ mua hàng đúng không anh? Đúng rồi, nữ là chủ yếu. Nữ là chủ yếu. Có là có nam không ạ? Có. Có nhưng mà ít đúng không anh? Nam, nghĩa là vẫn có nam. Vẫn có nam. Có nam thì ít. Ít. Thì đấy, khu vực thì thôi, khu vực chị có, bởi vì của chị là mục tiêu là ngồi lôi người ta đến rồi, nên là khu vực không phải kiểm tra, không phải kiểm tra Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh nữa. Thì chúng ta sẽ chia này, một chiến dịch này chúng ta sẽ có hai nhóm quảng cáo. Nhóm thứ nhất là dành cho nữ độ tuổi 30-40 và dành cho nam độ tuổi 30-40. Có hiểu ý tưởng không ạ? Nghĩa là nó sẽ chia theo độ tuổi, à đây còn thiếu giới tính nữa. Đấy, nó sẽ chia theo giới tính và độ tuổi. Chị hiểu ý tưởng hay không? Đấy, nghĩa là trong một cái chiến dịch này của chị sẽ có hai nhóm quảng cáo. Một là nữ 30-40, một là nam từ 30-40. Đúng rồi. Đấy. Ngoài ra nếu mà muốn để đi sâu vào hơn nữa ấy, để đi sâu vào hơn nữa xem độ tuổi từ 41-42 xem là người ta có mua hàng không ấy. Thì thực ra là chúng em, cái này chúng em có thể chặt ra thành khoảng tầm chục nhóm quảng cáo cơ. Còn tầm 10 nhóm quảng cáo cơ, thì nó sẽ đi sâu hơn. Cái này nó thuộc về quảng cáo nâng cao rồi, nhưng mà chúng ta đã hiểu cái này đã. Nếu mà quảng cáo có nâng cao thì có gì từ từ các bạn làm quen dần đã, không phải vội gì ạ. Rồi, nam 30-40, nữ 30-40, đấy là nhóm quảng cáo. Thì mẫu dành cho nữ nó sẽ khác, mẫu quảng cáo dành cho nữ nó sẽ khác với mẫu quảng cáo dành cho nam, được chưa? Mẫu quảng cáo nữ sẽ khác rồi, thì đấy là những cái này cơ bản. Viết cho một người đàn ông nó sẽ khác với viết một người phụ nữ. Đúng không? Chạy hai quảng cáo. Đúng rồi, sẽ chạy hai quảng cáo. Thì cái cách làm như nào thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi sâu rồi nhá. Nhưng ở đây mọi người đã hiểu về cái phần chiến dịch nhóm quảng cáo và mẫu quảng cáo đã. Đấy. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ đi sâu vào hơn một tí. Đấy là về chiến dịch này, mục tiêu này. Ok. Trong phần chiến dịch này chúng ta phải chọn cái mục đích quảng cáo chúng ta là gì. Thường ở Việt Nam mình nó sẽ về lưu lượng truy cập, về tương tác. Thường chúng ta sẽ dùng này, lưu lượng truy cập này, tương tác này, được chưa? Và tìm và số lượt xem video. Chúng ta thường chúng ta sẽ dùng ba cái này. Lượt truy cập là gì? Thường chúng ta chỉ dùng ba cái này thôi. Ở Việt Nam chúng ta thường chỉ dùng ba cái này thôi. Nhưng ở nước ngoài thì những cái tay to hơn, như nước hoặc là làm ở nước ngoài thì chúng cháu quan tâm đến số lượt chuyển đổi này hơn. Ok, bây giờ cháu sẽ giải thích lần lượt từng cái nhá. Ở phần chiến dịch ạ. Không, mọi người đừng nhìn vào kỹ thuật, mọi người đừng làm kỹ thuật, mọi người chú ý vào đây ạ. Cái này mọi người sẽ được các support hỗ trợ rất là dễ. Bây giờ mọi người nhìn để biết qua cái bức tranh như thế nào đã. Bởi vì mọi người chưa tiếp cận đến quảng cáo bao giờ mà. Ok. Thì nhận thức thương hiệu thực ra là chúng ta quảng cáo để tăng like trang ấy, nghĩa là người ta ấn nút like trang ấy. Được chưa? Quảng cáo bây giờ chúng ta không dùng một tí nào, nó rất là đắt. Tầm 1-2 nghìn một like, không cần. Đó, không chơi tăng like. Đúng rồi. Hay là có ai có quảng cáo đến cô chú hay là anh chị về cái dịch vụ tăng like fanpage cũng không dùng luôn. Không dùng luôn nhá. Bởi vì cái độ tuổi khách hàng đấy có những, bởi cái like đấy là những cái khách hàng nó khi là độ tuổi tầm 30, không phải ảo mà nó tầm 18-20, nó không đúng, của chị là 30-40 cơ mà. Nó không đúng tập khách hàng của mình, chúng ta không quảng cáo mua like. Chúng ta sẽ tập trung vào quảng cáo bán hàng. Hai like vẫn bán được hàng. Cháu hai like cháu vẫn bán được hàng bình thường. Vẫn có đơn hàng bình thường, không có ảnh hưởng gì cả. Like nó không quyết định cái số lượng đấy. Đức Anh quay trở về fanpage đi. Tớ sẽ chỉ cho mọi người đấy. Thực ra ngày xưa là Facebook nó rất quan trọng cái chỉ số này, nhưng bây giờ nó bỏ rồi. Mọi người nhìn xem, nhìn mỏi mắt chả thấy cái chỗ like ở đâu. Chẳng biết fanpage này bao nhiêu like, kéo xuống xem nào. Đây, nó còn bé tí này. Ngày xưa là nó to đùng ở đây cơ. Ngày xưa hồi cách đây khoảng 2-3 năm ấy, nó to đùng ấy. Bây giờ nó còn bé tí ở góc này. Không, thu nhỏ màn hình lại, được phóng to. Để cho mọi người nhìn thấy cái bức tranh tổng quan. Đấy. Này, nó còn bé tí này này, chẳng nhìn nữa cơ. Bây giờ cháu mới biết là fanpage của cháu 1212 like. Ngày trước nó có mấy trăm like, 1-200 like vẫn bán được hàng bình thường. Chỉ số này không quan trọng. Chúng ta không cần thiết phải là có. Chúng ta ban đầu khi lập fanpage chúng ta có thể mời bạn bè mình like cũng được, không sao cả. Nhưng về sau chúng ta sẽ chạy quảng cáo, like nó sẽ tăng rất là tự nhiên. Mà đâu biết cái like của cô nó ở chỗ nào. Phải có fanpage ạ. Đấy. Thì nhớ nhá, ai, cái này cháu phải nốt lại với mọi người này. Ai quảng cáo mua like mọi người đừng mua nhá.
nó rất là rẻ, nó khoảng tầm 500.000 là được, khoảng tầm mấy chục nghìn like rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ không mua, bởi vì cái chỉ số nó không còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất là chúng ta bán được hàng. Mà để bán được hàng thì chúng ta phải tìm được đúng được khách hàng của chúng ta, đúng đối tượng thì chúng ta mới thể bán được hàng được, được chưa? Rồi, thế nên là ai mua ai thôi. Đấy là quảng cáo về nhận thức thương hiệu, chúng ta không cần luôn. Quảng cáo là rất là đắt. Ngày xưa rẻ lắm, ngày xưa là Facebook có mỗi loại quảng cáo này thôi, tăng đã. Còn bây giờ thì người ta không còn kích vào trình quản lý quảng cáo nữa cậu. Nhận thức địa phương nghĩa là quảng cáo đến doanh nghiệp, ví dụ doanh nghiệp địa phương thì sẽ cần này, bỏ qua đi, số người tiếp cận bỏ qua đi. Lưu lượng truy cập, mấy cái quảng cáo, cái này mới là điển hình, lưu lượng truy cập. Nghĩa là mình sẽ truy cập vào cái website của họ. Tương tác với cái gì ở bên dưới? Lưu lượng truy cập, tương tự ạ. Chúng ta sẽ đi lần lượt từng cái một. Rồi, đây là đang giới thiệu từng cái một. Cái lưu lượng truy cập là chúng ta sẽ cho khách hàng truy cập vào website của chúng ta. Nó sẽ Facebook nó sẽ tối ưu làm sao để khách hàng click vào website, truy cập vào website của chúng ta. Đấy là về quảng cáo lưu lượng truy cập. Mục tiêu của này ví dụ như là cô chú hoặc anh chị muốn người ta, ví dụ như của chị sẽ dùng nhiều cái này dạng này. Lưu lượng truy cập là đăng ký cho con học thì họ cần phải đăng ký vào những cái biểu mẫu, biểu form đúng không ạ? Thì chị sẽ dùng kiểu này. Hay của chị thì của chị hơi nghiêng về thương hiệu. Của chị là quảng cáo bài post nhiều hơn. Post thỉnh thoảng là xong rồi gọi là quảng cáo về website thì sẽ chạy quảng cáo đấy, những trang tin để mong muốn người ta truy cập vào để mình thu thập thông tin. Hay là của anh về cái này đúng không ạ? Về sản phẩm này thì cũng có thể là vào sử dụng lưu lượng truy cập để người ta đăng ký mua hàng luôn, có thể mua hàng online, thanh toán điện online luôn. Đấy thì có thể sử dụng lưu lượng truy cập. Đấy là một số cái điển hình. Của anh thì về thiết bị thì lệ của anh thì thường lưu lượng truy cập cũng là lưu lượng chưa? Của anh lại chủ yếu dùng cái này luôn đấy, chủ yếu là dùng cái này luôn, không dùng những cái khác luôn. Đấy, nhưng mà của anh thì nghiêng về cái gọi là tiếp thị lại nhiều hơn, bởi vì của anh sản phẩm nó mang tính tìm kiếm thông tin, đấy. Của về dịch thuật ấy, về dịch thuật thì cũng có thể lưu lượng truy cập luôn, cái này là rất dễ thôi. Thì như nào là quảng cáo lưu lượng truy cập thì, đưa anh lên lại Facebook đi. Về trang chủ Facebook. Về trang chủ Facebook. Rồi, ok. Như này sẽ là lưu lượng truy cập và kéo xuống đi. Chị hỏi một tí nào. Về cái hướng dẫn mà để bọn em hỗ trợ là xong rồi thì chị ngồi bên trên là ngồi chứ chị nhìn xa chẳng. Dạ vâng. Chị chủ yếu chị nhìn màn hình này cho em thôi. Còn em không đi sâu vào phần kỹ thuật đâu. Kỹ thuật các bạn hướng dẫn. Thậm chí em còn có video thôi. Mọi người xem đi xem lại được. Rồi, đưa anh kéo đi. Hất lên, tiếp tục kéo đi. Quên mất mình cứ quen thế. Kéo tiếp. Tìm cho tớ cái quảng cáo này mà click to web ấy. Click to web à? Ừ, kéo đi. Từ từ. Đây. Kéo xuống. Đây. Đây là một dạng quảng cáo này. Ấn vào đi. Cứ ấn vào đi. Đấy, thì nó sẽ nhảy ra website. Nhảy ra website. Đấy là quảng cáo cái gì? Quảng cáo đây người ta gọi là quảng cáo tăng lưu lượng truy cập đấy. Đây. Ấn vào đâu để ra website? Ấn vào cái quảng cáo đấy. Đó thôi. Đây là cháu cô chú yếu cũng nhìn lên đây thôi, không phải nhìn vào đây. Đấy, không phải nhìn vào đây để biết. Đức Anh quay trở lại cái mẫu quảng cáo đi. Quay trở lại mẫu quảng cáo đi. Đây. Cái nó ghi cái chỉ tải xuống kia thì. Đúng rồi đấy ạ. Đấy, ấn vào đâu nó sẽ nhảy ra website của mình luôn. Có chữ tải xuống thì là không phải chữ tải xuống đâu ạ, mà là ấn vào nó nhảy ra một cái website mới, nó không ở trên Facebook nữa. Thì đấy gọi là đấy là chính là bài post đúng không? Đấy là tăng lưu lượng truy cập đấy ạ. Ừ thì là tức là của chị thì là bài post và ấn vào thì nó sẽ về web đúng không? Vâng, nó bay về web đấy. Dẫn khách hàng đến trang web của mình. Đúng rồi đấy. Thì là bạn đang giả đúng không? Cái này là sẽ được, chứ không nói về kỹ thuật. Mọi người đừng để ý nhiều kỹ thuật nhá. Nhắc lại lần nữa, cứ phải nốt đi nốt lại để mà mọi người chú ý, cứ nhìn vào cái màn hình này để biết cái bức tranh tổng quan như thế nào đã. Xong còn kỹ thuật thì chúng ta sẽ xử lý sau, bởi vì kỹ thuật thực ra chúng ta ngồi khi phải 2-3 buổi rồi. Thậm chí còn lâu hơn. Nó rất mất thời gian. Rồi ok, tiếp đi ạ. Quay về trình quản lý quảng cáo đi. Rồi, tiếp theo là tương tác trang. Tương tác trang nghĩa là người ta like, tức là Facebook ấy, nó sẽ cố gắng tối ưu làm sao để người ta like, người ta comment vào trong cái bài viết của mình. Người ta like, người ta comment, người ta bình luận đấy, người ta bình luận và người ta chia sẻ cái bài viết của mình.
nó sẽ tối ưu cho mình những cái đó. Đấy, ví dụ như của chị, của chị thì dùng, thực ra của chị không dùng cái tương tác thì nó sẽ không hiệu quả lắm, bởi vì nó được cái giá tốt, nó giá đấy, nhưng mà nó không được hiệu quả bởi vì rất là khó để người ta đăng ký, người ta chỉ hỏi thôi, người ta sẽ hỏi rất là nhiều. Đúng rồi. Đấy, thực ra nó là một cái kênh để mình nghiên cứu, mình test thử. Em chưa test cái lĩnh vực của chị, em không dám. Chị cứ toàn là tương tác, thực ra chị không nghĩ đến là việc để người ta truy cập vào website của chị, thì bởi vì cái website của chị nó cần một cái lượng thông tin, truyền tải thông tin, một lượng thông tin rất là lớn. Nó là giá khóa học này, cái khóa học đấy nó giúp được cái gì này, cái không gian đấy ví dụ như cho trẻ em thì nó lại còn có ý nghĩa gì nữa cơ. Vì trước em làm cái dạy vẽ em biết qua đấy, thì thường là em sẽ có một cái sales page, xong em chạy quảng cáo vào đấy, chạy quảng cáo là bao gồm là chạy Google, chạy Facebook, đổ vào đấy là để khách hàng vào trong website đấy, người ta đọc chán chê mê mỏi đi, xong rồi bắt đầu người ta mới điền thông tin vào đấy. Đấy đấy, hay là của anh thì dùng Google là chủ yếu rồi. Hay của anh dùng Google chủ yếu rồi đấy, nhưng không phải chúng ta không quan tâm cái này thì nó sẽ giúp ích cho mình mai sau. Hay là của chị về sữa thì nó liên quan đến truyền thông rồi đấy, đấy thì cái tương tác trang này rất là tốt, cái này của chị dùng tương tác trang rất là tốt. Của chị tức là của chị cũng là nên dùng để tạo website đúng không? Đúng rồi, của chị nên dùng đấy. Hay là của cô chú thì cái tương tác này cũng có thể sử dụng được, nhưng mà tương tác này sẽ không tốt bằng click to web, không tốt bằng lưu lượng truy cập, bằng phương thức. Đây là, nên là cái chiến dịch này giúp mình xác định được cái mục tiêu của cái mục tiêu của chiến dịch này, mình nhắm đến cái gì. Chúng ta mong muốn là tăng lưu lượng truy cập, nhiều người truy cập hơn, đăng ký hơn, hay chúng ta mong muốn người ta tương tác với bài viết chúng ta nhiều hơn, được chưa? Thế quảng cáo tương tác là gì? Thì bây giờ Đức Anh vào quảng cáo đi, kéo xuống đi, kéo xuống tiếp, kéo xuống, cứ kéo xuống, tìm ra tới cái mẫu quảng cáo. Không, cái này là click to web, đây, cái này là click to web nhá, cái này là tăng lưu lượng này. Cháu có quen mồm gọi là mẫu quảng cáo click to web. Đây, dừng, cái này là tăng lưu lượng truy cập nhá. Bây giờ mọi người thử nhận biết đi nhá, thử nhận biết qua đi, kéo xuống đi. Tăng lưu lượng truy cập được vào đâu? Tí nữa, cái đấy là tí nữa kỹ thuật để sau. Đây, Lotte, dừng. Theo mọi người đây là click to, tăng lưu lượng truy cập hay là quảng cáo theo kiểu tương tác? Đây. Kích thử thế mà. Cái tăng lưu lượng. Tăng lưu lượng, đúng rồi đấy, mọi người bắt đầu nhận biết rồi, hơn rồi đấy. Được chưa? Mọi người chú ý hơn một chút nhá. Nào, bắt đầu quay trở lại đi. Rồi mọi người hiểu, kéo tiếp, cứ kéo xuống để mọi người nhận biết. Chú ý chữ quảng cáo nhá. Bởi vì cậu đang quan tâm lĩnh vực IT nhiều. Cái này là gì ạ? Cái này là đúng không? Thực ra là dấu hiệu nhận biết rất là đơn giản thôi, nó có cái chữ, nó có một cái hình ảnh như này này. Quay lên đây từ từ. Ông lướt nhanh quá. Đây. Mọi người cứ nhận biết là đây là cái tiêu đề trong web này. Đấy, rất là dễ nhìn thôi. Đây là tăng lưu lượng truy cập. Tức là nó có tiêu đề của trang web. Đúng rồi. Đấy, nó có cái trang web ở dưới này này. Đây này, địa chỉ trang web này. Địa chỉ trang web này. Có địa chỉ trang web. Đúng rồi. Đấy, tìm ra tới cái mẫu quảng cáo đây. Thôi, vào Queenie Spa luôn đi. Cứ vào đây. Queenie Spa luôn. Đây là một bài quảng cáo của cháu về tăng tương tác. Mong muốn đây này, bài này. Click vào nó chỉ là video thôi. Kéo xuống một tí đi. Đây, mong muốn là để người ta để lại số điện thoại. Kéo lên. Đấy, để lại người ta số điện thoại. Đấy. Đúng rồi, mục tiêu là lấy số điện thoại của họ, không cần họ, không cần như thế họ phải đăng ký vào form website. Không cần điều đấy. Chỉ cần họ comment ở đây là được rồi. Mình sẽ có cách mình chốt sale trên. Thì đây là dạng tương tác bài viết. Mục tiêu là họ bình luận nhiều hơn. Mục tiêu của cháu là trong bài quảng cáo này là bình luận nhiều hơn. Thì cháu sẽ chọn là tương tác. Chọn chiến dịch loại tương tác để Facebook nó tối ưu tìm đến những người mà muốn tương tác với bài viết mình nhiều hơn. Được chưa? Ok, quay trở lại phần trình quản lý quảng cáo đi. Tiếp theo là số cài đặt ứng dụng, bỏ qua. Số lượt xem video. Số lượt xem video thực ra là mình quảng cáo video cơ, thì mình mới cần. Được chưa? Bản chất của quảng cáo Facebook, mọi người nhớ giúp cháu một cái bản chất quảng cáo Facebook là Facebook nó bán cho mình cái lượt hiển thị trên bài viết. Ví dụ như là vừa nãy Đức Anh lướt đi qua mẫu quảng cáo ấy, là Facebook nó bán cho là một lượt hiển thị.
giá của nó thường bán theo 1.000 lượt hiển thị là bao nhiêu tiền? Thường ở Việt Nam mình giá 1.000 lượt hiển thị nó rơi vào tầm 30 đến 50.000 cho 1.000 lượt hiển thị, nghĩa là bán lượt hiển thị đúng không? Đúng rồi. Bán lượt hiển thị. Bán lượt bán một lượt hiển thị. Đúng rồi. Tức là mình mua lượt hiển thị đấy. Mua lượt hiển thị ấy. Thế của như của mình là 1.000 lượt hiển thị. Nó tầm 30 40.000 đấy, tiếp cận đến khoảng tầm 1.000 khách hàng. Tùy vào lĩnh vực nữa. Tùy vào lĩnh vực nữa. Số lượt cái đặt ứng dụng mà bán được thì sao? Không, tất cả. Bản chất của quảng cáo Facebook. Facebook là như vậy. Vâng, bản chất của Facebook là vậy. Tại vì càng chi nhiều tiền thì sẽ bán cho mình càng nhiều hiển thị. Đúng rồi đấy. Đấy. Quá trời luôn nhỉ. Cái lĩnh vực của chị có nên quảng cáo video. Của chị quảng cáo video, thật ra là của chị quảng cáo video quá tuyệt, nếu mà làm được video quá tuyệt vời luôn. Làm được có video quá tuyệt vời luôn. Em biết của chị chắc chắn là sẽ nhiều, chị rất là nhiều tài liệu luôn, rất nhiều tư liệu luôn. Đấy. Của chị rất là nhiều tư liệu, chị nên sử dụng video rất là nhiều. Ok. Quảng cáo video có rẻ à? Rẻ lắm ạ. Quảng cáo video rẻ lắm. Thực ra là của chị chạy tương tác thì nó rẻ lắm. Nó không, nó cũng tầm 30 40 nghìn thôi mà. Ngân sách do mình quyết định nhá. Rồi ok, bây giờ cháu sẽ hướng dẫn mọi người cái cách để chạy quảng cáo như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ mục tiêu của mình là tăng tương tác đi. Tăng tương tác đi, tăng tương tác với lại bài viết của quảng cáo ấy. Bởi vì mình chuẩn bị mẫu quảng cáo, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Chúng ta có mẫu quảng cáo rồi, đúng không? Thì bây giờ là chúng ta sẽ chạy chiến dịch. Mọi người cứ tuân thủ đúng các bước mà cháu hướng dẫn ấy, thì sẽ tạo một cái campaign tốt. Bây giờ chọn tương tác đi đưa anh. Rồi bắt đầu tương tác này, nó sẽ có các loại tương tác sau. Tương tác với bài viết này. Thường chúng ta chỉ sử dụng tương tác với bài viết thôi. Số lượt thích trang một quả. Chúng ta sẽ sử dụng tương tác bài viết, được chưa? Ấn là tạo tài khoản quảng cáo. À, tạo tài khoản tạo quảng cáo. Được chưa? Chúng ta tập trung vào này, không tăng like, không tăng lướt gì hết. Rồi. Về quốc gia chọn, ôi trời ơi, nó bắt add thẻ visa, đứa anh có visa không? Có. Rồi ok, chọn tiếp tục đi. Chọn tiếp tục đi. Cái này là ASEAN Hồ Chí Minh, được rồi. Tiếp tục, chọn tiếp tục đi. À được rồi, không cần add thẻ. Ok. Rồi. Chúng ta sẽ có những cái rất là khó. Từ giờ chúng ta sẽ có những cái rất là khó, những cái mọi người cần phải lưu ý khi chạy một chiến dịch. Đầu tiên mọi người phải biết vị trí khách hàng ở đâu. Như vừa nãy là em nói, cháu nói đấy là vị trí, phải biết vị trí khách hàng ở đâu. Ok, bây giờ bắt đầu từ vị trí đi. Thoát chữ Hoa Kỳ ra. Mục tiêu quảng cáo của mọi người nhắm đến là Việt Nam hay là Hà Nội. Mọi người sẽ gõ chữ Việt Nam, Hà Nội ở đây. Ví dụ như là cháu muốn, bây giờ sẽ có các kiểu quảng cáo như sau, quảng cáo vị trí như sau. Như của chị sẽ quảng cáo khác với mọi người, quảng cáo Hà Nội khác với mọi người nha. Có những cái khu vực chị không tiếp cận cơ. Đúng rồi. Không tiếp cận đến. Rồi, ok. Hà Nội, đầu tiên ví dụ như chạy Hà Nội thì mọi người chỉ cần gõ chữ Hà Nội vào ô vị trí này, nó sẽ tìm cho mình. Thì cái Hà Nội bang và Hà Nội thành phố khác hoàn toàn nhau nhá. Hà Nội bang nghĩa là nó toàn bộ Hà Nội này, nó không tính, nó bao gồm cả những cái huyện bên ngoài nữa. Còn Hà Nội thành phố là toàn bộ, nó chỉ trong thành phố thôi. Quận huyện chính thôi. Đúng rồi, quận chính thôi. Bây giờ mình sẽ chọn là Hà Nội. Hà Nội bang đi. Hà Nội bang á. Rồi, Hà Nội bang. Thì Facebook nó có một cái. Cho em có xin cốc nước. Facebook nó có một cái. Đấy là nó sẽ cho mình cắm vị trí. Và mình quét khu vực đấy. Nếu mà mọi người muốn chạy mỗi Hà Nội ấy, thì mọi người. Ơi. Hà Nội bang à. Thế chuyển về Hà Nội thành phố đi. Rồi. Đây. Nghĩa là nó sẽ cho mình cắm ở một địa điểm và mình quay chu vi, à, quay bán kính ấy. Quay bán kính xem là xung quanh là bao nhiêu km. Đấy. Quay bán kính bao nhiêu km. Chúng ta có thể di chuyển được cái này ra vị trí khác nhau. Ok. Đấy, nếu mà muốn chỉ thành phố Hà Nội thôi, bỏ tích vào kích vào ô 40 km. Đây là đang hướng dẫn cả support luôn, để support nhìn có gì hỗ trợ, để hỗ trợ cô chú. Chứ nhìn lên mọi người làm, bây giờ mọi người làm theo mọi người cũng chẳng nhớ được đâu. Đấy nhá. Rồi kết vào chữ. Mọi người chỉ cần bỏ cái chữ là, à, chỉ chọn là chỉ thành phố hiện tại, nó sẽ quay về toàn bộ thành phố Hà Nội. Kết vào đấy. Đấy, nó sẽ quay về mỗi thành phố Hà Nội, nghĩa là nó quảng cáo ở toàn bộ Hà Nội luôn. Được chưa? Còn như nếu mà mình chọn là, kết vào đấy, chọn là các thành phố trong bán kính bao nhiêu ấy. Đấy, 40 km mình có thể điều chỉnh. Được chưa? Thì mình có thể kéo được xuống 1-2 km cơ.
Nhưng bởi vì đây mình đang kêu gõ là Hà Nội nên là 1, 2. Em sẽ ví dụ của chị đi. Của chị về gì nhỉ? Chị là ở chỗ Nguyễn Khả Trạng, Mai Dịch Cầu Giấy. Gõ là Mai Dịch Cầu Giấy. Tìm đến đường Nguyễn gì? Nguyễn Khả Trạng. Nguyễn Khả Trạng, gõ thử Nguyễn Khả Trạng luôn đi. Có đấy. Nguyễn Khả Trạng. Chị bên đấy mà. Trạng, xe hả? Trạng ở kia, TR. Chị test cho với cái nghề của chị nhá. Chị test cho em bán kính như sau. Các nhóm quảng cáo chị tách cho em như sau. Mai Dịch Cầu Giấy. Mai Dịch Cầu Giấy. Mai Dịch Cầu Giấy. Cầu Giấy được, được. Cần Mai Dịch. Nó ra đấy. Em gõ. Cứ gõ đi, gõ sớt đi. Cầu Giấy, gõ sớt đi, cứ sớt đi. Đấy. Đấy, bây giờ phóng to ra. Ấn vào dấu cộng. Rồi phóng to ra, cứ phóng to ra. Cứ phóng to ra, tìm đường Nguyễn Khả Trang. Nó ở khu nào chị nhỉ? Đấy. Đấy, đúng Nguyễn Khả Trang chưa em? Rồi. Đấy. Dặn kế thiện đấy. Đấy, 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 rồi, đúng rồi. Với Phúc nó rất là khôn, nó không ấy đâu. Nó không phải dặn tầm thường đâu. Đấy. Thì cái Nguyễn Khả Trang này, chị test thử cho em là 1 km nhá, một nhóm quảng cáo 1 km nhá. 1 km à? 2 km. 3 km, tối đa là 5 km. Ừ. Đừng hơn. Chị thử, cậu thử gõ cho tớ 5 km xem nào. Hình như nó bay luôn qua cả sông Hồng luôn đấy. Chưa bay. Ờ đấy, gần bay rồi đấy. Tí nữa bay qua sông Hồng rồi đấy. Tí nữa là bay. Bay qua sông Hồng là không ai mua hàng đâu. Đấy. Không, nhiều khi là bố mẹ ở nhà thì ở đấy công tác ở chỗ khác. À, công tác thì có khi lại được. Nhưng mà nếu mà họ công tác ở đấy thì Facebook thường nó định vị lúc chị chạy quảng cáo, thường chị chạy với khung giờ hành chính. Thì họ lại ở ngay gần chỗ chị, bởi vì người ta sẽ có xu hướng là mua gần nơi mình nhất. Đúng không? Chứ chả ông nào ông ấy công tác ở nhà ông ở đây ông ấy đi mua hàng ở chị. Ông công tác ở đây ông lại đi mua hàng của chị. Ừ, đúng rồi. Đúng không? Đấy, có thể là họ ấy làm việc ở trong cái bán kính này. Họ làm việc ở trong bán kính này gần chỗ người ta có thể đón con. Ừ. Thì người ta sẽ dễ mua hàng hơn. Thì nói chung là nó tóm lại là vẫn cần gần. Gần. Tóm lại là vẫn là gần. Gần cái nơi mà đi bán. Chúng ta đánh vào những tập số lớn. Rồi ok. Đấy, hay là thêm các vị trí khác nữa. Đấy thì chị test cho em tối đa 5 km nhá. 5 km. Nghĩa là chia nhóm quảng cáo của mình thành 1 km này. 2 km, 3 km, 5 km, chia ra. Chia ra xem là cái khu vực nào nó có nhiều khách hàng của mình hơn thì mình tập trung ngân sách vào đấy. Cái chỗ nào ít khách hàng hơn thì mình cắt giảm ngân sách đi. Tức là mình phải làm 3 nhóm quảng cáo à? Nhiều hơn, em thấy đây là 5 nhóm quảng cáo đấy. Chưa kể giới tính nữa. Có thể nhiều hơn nữa. Vâng. Không, nhưng mà nếu mà chị in ngân sách thì chị có thể chia thành 1 đến 3 km này, 3 đến 5 km này. Không quan trọng đâu. Hoặc là để khoảng 5 km, nếu mà muốn đấy tốt nhất là 3 km lại là thường là tỷ lệ dễ có khách hàng nhất. 5 km thôi, trẻ con đi lại. Nhiều ngại. Đây là người đang nói về tương tác đúng không? Vâng, đúng rồi đấy ạ. Rồi, về bán kính như vậy nhá. Đây là, thì quan trọng nhất là mọi người phải xác định được cái vị trí địa lý, cái khách hàng của mình sống như thế nào. Ví dụ như của chị là rất là quan trọng vấn đề đấy. Của mình, ví dụ như của chú có khi là Hà Nội cũng được, Việt Nam. Nếu mà hàng độc nữa thì Việt Nam. Còn nếu không chỉ cần Hà Nội là đủ rồi. Đấy. Hay là của chị thì chị có nhiều tỉnh thành đúng không? Thì nếu mà chị kiêm mà chạy quảng cáo các tỉnh thành nữa thì cái câu chuyện nó sẽ khác. Câu chuyện nó khác rất là nhiều đấy. Lúc ấy chị thực ra là chị cần một marketing nhiều hơn. Còn cái này thì cần những người làm marketing, ví dụ như chúng em thì ăn giờ em không làm nữa rồi. Em giờ em tập trung vào những cái chiến lược 2017 nó khác rồi. Thì em không làm nữa rồi. Nhưng mà đấy thì cần những cái người làm marketing nhiều hơn. Họ sẽ làm được cho chị những cái vấn đề này. Của anh thì tập trung Google hay là của cô chú thì cũng cần nhà marketing. Đấy, họ sẽ phân tích được những cái dữ liệu này. Thực ra của cô chú ấy, dịch thuật thì cháu nghĩ nó sẽ rộng hơn rất là nhiều. Rộng hơn, không biết là người ta có phải đến nhiều đến nhiều văn phòng mình không? Ở đấy, thì có khi là chạy cả nước cũng được. Nó chả ảnh hưởng gì. Nhưng mà nếu mà ngân sách ít ấy, thì chạy Hà Nội thôi cũng được. Hoặc là tập trung vào những cái thị trường nó nhỏ nhỏ. Cái ngân sách nó phụ thuộc vào vị trí à? Thực ra cái ngân sách quyết định chiến lược cái khách hàng ở đâu. Bây giờ chú phải xem là cái khách hàng của chú ấy ở đâu nhiều. Chú xem lại từ trước đến giờ ai mua hàng của chú ấy nhiều ấy. Đấy. Cái tấm nhỏ ở đây thì ngân sách mình nó chỉ khoảng tầm 5 triệu, 6 triệu một tháng hoặc chục triệu một tháng thôi. Thì mình chơi Hà Nội đủ no lắm rồi. No nê lắm rồi. Cháu nói thật. Cái này cháu chia sẻ thật. Đúng rồi, những cái gì đấy, về kinh nghiệm, đôi lúc kiểu ý là mình hỏi như thế, đôi khi là mình xin tiền một cách vô ích. Đúng rồi đấy. Không cần thiết. Đấy. Đấy. Qua buổi học này nó phải đạt được cái điều đó. Vâng. Thì những cái yếu tố cháu đưa ra, cháu đang nốt ra cho cô chú ấy, là những cái yếu tố nó sẽ cắt giảm cái chi phí của cô chú đi rất là nhiều đấy. Nhá, thì cái bước đầu tiên là trong một cái campaign quảng cáo là
phải xác định được địa lý nhá. Xác định địa lý như thế nào? Địa lý. Bao nhiêu? Rất phải rất rõ ràng vấn đề này. Đấy. Đấy thì mình cũng phải rất rõ ràng độ tuổi mua hàng. Nên nhớ là người mua hàng khác với lại người sử dụng. Đấy, ví dụ như của chị đây là một điển hình hoàn toàn luôn đấy. Đấy. Hay là bán, cháu sẽ lấy những cái ví dụ rất là thô nhá. Ở đấy thì mọi người cứ coi như là nó là những cái cây, cái test của mình thôi. Ví dụ như bán quần lót nam chẳng hạn, khi các chị lại mua nhiều, đàn ông mua khi bình thường, đúng rồi đấy, chứ còn đàn ông có khi lại không, không lại ít. Thực ra là khi anh em kinh doanh, em thường chọn cái sản phẩm dành cho phụ nữ rất là nhiều, bởi vì phụ nữ người ta có cái câu người ta nói này, nghĩa là phụ nữ người ta sẵn sàng bỏ một, người ta sẽ bỏ tiền 1 đồng để mua một thứ đáng giá 2 đồng về không biết làm gì cả. Còn đàn ông thì người ta sẽ bỏ 2 đồng để mua những cái thứ đáng giá 1 đồng nhưng mà thực sự có ích người ta đấy. Nhưng mà chị em nó lúc hỏi tại sao mà cứ mua đồ về xong rồi thì ngớ người ra và không biết tại sao mình lại mua, bởi vì cái cảm xúc của chị em nó rất là cao, rất là dễ bán hàng cho chị em, rất dễ bán hàng cho chị em đấy. Nên là các cô đừng có hỏi tại sao lại tôi mua cái này mà tôi không hiểu vì sao tôi mua. Nhưng mà như là nó không mua một cái cân nhắc kỹ, có cần thiết không, không cần thiết bỏ qua, nó rất là nhanh nhưng mà nó có xem có cần thiết không đấy, thì mình cũng phải biết được cái điều đấy. Giới tính ấy, giới tính nó sẽ quyết định rất là nhiều đấy. Rồi, ok, về độ tuổi mua hàng nhá, thì mọi người phải xác định được rõ là cái độ tuổi như thế nào nhá. Độ tuổi giới tính ấy, phải xác định cực kỳ rõ luôn đấy, quên mất chữ giới tính cơ. Giới tính nữa, mọi người phải xác định rất là rõ, ok chưa? Rất là rõ này cho em, nó sẽ có ích rất là nhiều cho mọi người. Trong kỹ thuật quảng cáo thì, trong kỹ thuật quảng cáo nâng cao, lát nữa em sẽ giới thiệu qua cho mọi người, được chưa? Thì nó có cái công cụ rất là mạnh mẽ, nó là Power Editor, lát nữa em giới thiệu qua. Nhưng mà nó sẽ giúp mọi người chia độ tuổi rất là nhanh để mình biết được cái độ tuổi như nào. Ví dụ chị đang nghĩ là độ tuổi là tầm 30-40, nhưng thực tế vẫn có những khách hàng mua từ 41-42. Không biết là họ ấy như thế nào, không biết người ta như thế nào. Hoặc là có những khách hàng tầm 28-29 người ta vẫn mua hàng. Thế mình có thể là chia nhiều độ tuổi ra, mình chia thành nhiều nhóm tuổi khác nhau để mình kiểm tra, được chưa? Có thể chia thành nhóm từ 28-30, 31-33, 34-37 và 38-40. 4 nhóm quảng cáo nữa để test như thế nào. Thì cái cách làm thì nữa em sẽ chia sẻ một số cái nó nâng cao hơn một chút nhá. Nâng cao hơn một chút cho mọi người có cái nhìn tốt hơn. Ok, về đối tượng. Rồi về giới tính này, ngôn ngữ thì bỏ qua. Ngôn ngữ thì bỏ qua. Kéo xuống tiếp đi các anh. Rồi, từ từ. Về nhắm mục tiêu chi tiết, thường mọi người bảo là thường nếu mà mọi người đi sâu Facebook ấy, thường mọi người sẽ nói là tập trung vào sở thích như thế nào. Thì thực ra là không cần thiết đâu, bởi vì sở thích thường nó cập nhật chậm mà thường nó sai lắm. Còn nếu muốn target theo sở thích ấy, thì thường target phải theo những cái vận động viên nổi tiếng, mà vận động viên nổi tiếng thường nước ngoài người ta quan tâm nhiều hơn. Việt Nam mình chỉ quan tâm, em nói thật, Việt Nam mình ấy, người Việt Nam mình ấy, cái tỷ lệ đọc tin ấy, thường người ta chỉ đọc tin đến cướp đốt giết hiếp là 1, thật luôn. Những cái chuyện quái gở là 2, nó rất là dễ hút người Việt Nam mình. Đấy, nhưng cướp đốt giết hiếp không, cái này là cháu chia sẻ thêm với chú ạ, nghĩa là những cái đặc thù của người Việt Nam mình thôi. Tin sốc ấy, kiểu cái tin sốc của Việt Nam mình bu đọc cướp đốt giết hiếp đấy là bu đọc. Còn những cái tin kiểu những cái nó liên quan đến những cái vấn đề về đời không, đời sống đấy, cướp đốt giết hiếp đấy, hay những cái quan tư ở đấy, những cái về học hành ấy, thì người ta đọc rất là ít. Nước ngoài thì đã ngược lại, người ta quan tâm đến thể thao, người ta nghĩa là người ta quan tâm đến đời sống lành mạnh,
Mình thì chỉ quan tâm những điều tiêu cực thôi. Người nước ngoài người ta lại quan tâm những đời sống bên mày. Nên là khi nếu mà target theo sở thích này, thường là em sẽ target theo những cái người và vận động viên nổi tiếng. Thì rất là những người đấy, bởi người ta rất là quan tâm, người nước ngoài người ta rất là quan tâm những cái người đấy, thì người ta thường có sở thích liên quan đến việc đấy. Đấy là cái kinh nghiệm thôi. Nhưng mà target ở Việt Nam thì thường là target sở thích hành vi này sai hết. Bởi vì người Việt Nam mình đặc thù lắm vậy. Mọi người không thể đọc những cái tin như là cái, như là những cái biểu đồ nghiên cứu ấy về cái xu hướng người Việt Nam nó khác. Nó khác đúng không? Đấy. Người Việt Nam mình nói thẳng là nó hơi lười. Những cái kiến thức là hơi ấy. Cái này thì nói là có người sẽ phản đối, nhưng mà thực ra là cái biểu đồ xu hướng ở Google nó nói những điều đấy chứ không phải là cháu nói. Những cái thông tin nó thấy. Mọi người cứ để ý xem, những cái tin nào là trẻ con bị đánh đập hay là ấy thì nó quan tâm rất nhiều mối quan tâm xã hội. Nhưng mà những cái quan tâm, những cái gì thiết thực với bản thân mình thì họ lại không quan tâm mấy. Ví dụ như học thêm như thế này. Đấy thì người ta lại không quan tâm nhiều. Đấy. Nhưng mà bảo liên quan đến những vấn đề xã hội người ta quan tâm lắm. Ok, đấy mở rộng thêm thôi. Thì cái nhắm mục tiêu chi tiết này nếu mà ai bảo ấy thì thôi mình bỏ qua nhá. Lát nữa cháu sẽ nói về cái đối tượng, mở rộng đối tượng. Rồi, về kết nối bỏ qua, lưu đối tượng bỏ qua. Rồi, tiếp theo đi ạ. Về vị trí quảng cáo. Vị trí quảng cáo thì ngân sách hàng ngày á, nó sẽ có một cái ngân sách hàng ngày, nhưng mà ngân sách này nó sẽ đi với nhóm quảng cáo. Nghĩa là mỗi nhóm quảng cáo nó sẽ có một ngân sách riêng. Ngân sách riêng thì mọi người thường để ngân sách ban đầu ấy, mọi người thường để ngân sách thấp nhất là 20.000 đồng một ngày. Chị mà có 5 nhóm quảng cáo nó đã lên 100.000 một ngày rồi. Không phải ít đâu. Nhưng mà ngân sách tối thiểu mọi người để là 20.000 nhá. Đấy, về cách lịch chạy thì chọn là chạy liên tục. Đấy. Ôi ông làm gì mà ông bỏ cái ông tích kích ra ngoài hộ tôi ấy, xem là sao ông chi những 1.500.000 à. Đang có 7 nhóm quảng cáo cơ. Làm gì làm nhiều thế? À, đây là 140.000 mỗi tuần. Ok, kéo xuống đi. Rồi. Rồi, sau đấy chọn tiếp tục nhưng mà từ từ, quay lên. Thế phải làm sao để đây mới là cái quan trọng này. Cái này là quan trọng rồi nha, mọi người phải nhớ rồi nha. Cái này quan trọng rồi nha. Bây giờ mới là cái cực kỳ quan trọng. Làm sao để tiếp cận được đúng với khách hàng của mình. Cái này cực kỳ quan trọng. Cái này chuẩn khách hàng. Cái này thì thường kích vào chữ đối tượng đi được anh. Đối tượng. Đấy, đúng không? Đối tượng bên này. Nhiều phần nhóm quảng cáo ấy. Ở phần cột đấy, đúng không? Cái này mới là quan trọng. Rồi. Mọi người nhìn thấy chữ sử dụng đối tượng đã lưu không? Kích vào đấy. Chọn là sử dụng đối tượng. À, của Đức Anh chưa có đối tượng đã lưu rồi. Đức Anh chưa có tài khoản đấy đó. Bây giờ phải vào tài khoản của tớ cơ. Tài khoản của tớ mới có dữ liệu khách hàng. Có mà, có HDMI đây mà. Cứ để đi kiếm ra. Sao lại không vào ấy chứ? Không nhận được. Báo trên màn hình. Để thử em thử cái này. Không nhận luôn, mới sợ nhỉ. Không nhận đúng không ạ? Khởi động lại. Tự nhiên quên password Facebook bây giờ. Thôi không sao. À, cái máy này cắm vào đâu đây? À đây. Để mọi người tạm nghỉ khoảng 5 phút nhá. Để bởi vì cháu muốn tập trung vào vấn đề là mọi người làm thế nào giải quyết được cái câu chuyện đấy là mọi người sẽ tối ưu hóa được quảng cáo của mình, được chưa? Đúng rồi. Cái đấy quan trọng lắm. Đúng rồi. Kể cả thuê bên ngoài thì mọi người sẽ đều làm được. Thứ nhất là đúng rồi. Nếu mà mọi người ghi chép trên màn hình thì không nói gì, nhưng mà nếu mà mọi người ok, bây giờ chúng ta bắt đầu luôn nhá. Mọi người có mệt không? Không. Sao mọi người mệt? Có giảng có khó hiểu quá không ạ? Không, giảng dễ hiểu đấy. Nhưng mà thỉnh thoảng xong nốt lại thì chạy nhanh quá. À, nốt lại như cái này quan trọng nhất. Nốt lên đây. Còn cái này thì chạy đi.
thì cho nó nhanh. Ừ, đúng không? Được không? Ừ. Đưa anh ơi, hỗ trợ phát. Chung à? Đây là một tài khoản quảng cáo của cháu, tài khoản này tài khoản nhỏ. Tài khoản chính cháu không muốn sâu. Tài khoản nhỏ của cháu thì tài khoản này sẽ giúp mọi người sẽ có một cái nhìn. Ê! Ê! Anh ơi! Trợ cảm. Dạ. Ra ngoài, hỗ trợ. Anh đưa em ra quản lý trang đi cho anh. Em quay. Thế thì không bảo. Sao đi? Thằng này à? Tí nữa. Thằng này. Sao mà để nó bắt đầu đi? Room lên đi, room lên để nhìn thấy gì. Rồi. Mọi người sẽ nhìn thấy cái đối tượng này. Bây giờ cái quan trọng nhất này, nó là phần đối tượng. Đối tượng quảng cáo. Bây giờ cô chú và anh chị phải lưu ý điều này. Cô chú anh chị phải có dữ liệu khách hàng. Nếu muốn nhắm được chính xác nhất, phải có dữ liệu khách hàng. Phải có được những cái gì? Phải có những thông tin gì? Địa chỉ email. Một là địa chỉ email. Hai là số điện thoại. Đây là hai dữ liệu đầu này. Số điện thoại này. Tập trung nhất là những cái đầu 09. Những cái đầu 0016 bao nhiêu ấy, bỏ qua. Bởi vì Facebook nó không thu nhận thông tin đấy. Cái này là gì đấy? Đầu 09, ví dụ 09 của cháu đầu 0985 chẳng hạn. Đúng mà, lấy khách hàng ấy à? Đúng rồi. Có địa chỉ email. Đấy, thì phải có một là địa chỉ email hoặc số điện thoại, nghĩa là một trong hai cái này. Muốn nhắm được chính xác ấy. Ví dụ như là ngành nghề của chị chắc chắn chị có dữ liệu khách hàng. Có email, đúng không? Có số điện thoại. Đấy thì cái đấy là rất quan trọng, chị phải tổng hợp lại. Chị nhớ lại. Đây nhá, phải có dữ liệu khách hàng, phải có dữ liệu khách hàng. Muốn nhắm chính xác. Dữ liệu khách hàng. Được chưa? Ví dụ như chị chưa có đúng không? Chị chưa có, chị cũng có rồi đúng không? Đấy thì phải có dữ liệu khách hàng, địa chỉ email hoặc số điện thoại. Được chưa? Thứ hai là có dữ liệu khách hàng rồi, mọi người ở đây có ai không có đúng không? Có ai không có? Cô chắc chắn có rồi, cô là giao dịch toàn qua email. Đúng không? Đấy nên là cô có một cái thứ rất là quý giá đây, địa chỉ email để chạy quảng cáo Facebook. Của chị có cái dữ liệu rất quý giá là số điện thoại và email. Chắc chắn luôn. Chị email quản lý Facebook ạ. Email quản lý Facebook ạ. Bây giờ sẽ hướng dẫn cái phương pháp. Hay của chị là có số điện thoại email rất là tốt. Nhất là những cái bà mẹ bỉm sữa ấy. Cực kỳ tuyệt vời luôn. Có số đấy, dữ liệu nó cực kỳ tuyệt vời luôn. Thì trong bước tiếp theo này em sẽ hướng dẫn mọi người cái phương pháp. Thứ nhất là cái phương pháp này nó sẽ target cực kỳ chuẩn khách hàng luôn. Cực kỳ chuẩn luôn. Đúng là đối tượng khách hàng mùa luôn. Target, gọi là target. Target đây là từ này từ tiếng Anh thôi. Target nghĩa là nhắm đến đối tượng khách hàng. Nhắm đến ai? Rồi, Đức Anh bỏ qua cái phần này đi. Đấy là nó ở phần đối tượng này ạ. Thì cái cách làm như thế nào? Cách làm như thế nào? Thì đầu tiên mọi người phải bước 1, mọi người chuẩn bị trước dữ liệu. Đây là chuẩn bị trước cái dữ liệu khách hàng. Chuẩn bị dữ liệu khách hàng. Phải tìm cô chú có chưa? Những người đã mua hàng của chú, họ để lại email số điện thoại. Được chưa? Chuẩn bị dữ liệu khách hàng. Đối với chuẩn bị dữ liệu khách hàng đấy thì có email và số điện thoại nhá. Như nói trên. Nhưng mà còn một cái thứ ba nữa. Cái thứ ba rất là quan trọng. Ở đây đã ai có những fanpage phải chạy quảng cáo rồi. Có fanpage chạy quảng cáo rồi. Không chạy. Có rồi đúng không? Không chạy không được. Không chạy không có tác dụng. Nếu không có dữ liệu khách hàng chạy cái này cực khó luôn. Nếu em nghĩ đến chuyện chạy quảng cáo nước ngoài em phải nói chung là phải có pro ngồi hướng dẫn em cơ. Còn anh hướng dẫn anh không đủ trình độ anh ngồi anh hướng dẫn em đâu. Anh nói thật. Bởi vì anh chạy anh cũng theo ngách, anh chọn theo ngách cụ thể và anh làm theo những hướng cụ thể cơ. Chứ anh không chạy theo kiểu anh chưa chạy dropship bao giờ, nếu mà hỏi anh dropship anh ngủ tỉ anh chẳng biết gì. Thấy chưa? Facebook pro, kể cả pro, kể cả những người đẳng cấp nhất hiện nay khi bước chân vào pro đều phải học lại hết. Học lại hết coi như mới hết. Chẳng có một cái dữ liệu thông tin gì cả để nói chuyện cả. Đấy. Em khách hàng thì nó có một cái nữa gọi là tương tác với Facebook. Tương tác với fanpage. Tương tác với fanpage là gì? Nghĩa là Facebook nó cho phép mình thu thập những thông tin khách hàng đã like, comment, xem bài viết với fanpage của mình.
Facebook nó sẽ lọc cho mình những cái người mà đã like, comment, nhắn tin đấy, hoặc là xem bài viết của mình. Đấy, nếu mà chị có dữ liệu này thì cực kỳ quý giá luôn. Nhưng mà làm thế nào để lấy được? À, làm thế nào để lấy được thì tí nữa em mới giúp chị lấy được. Đấy quan trọng. Cái đấy là cực kỳ quan trọng luôn đấy. Trước đây cũng chạy fanpage một thời gian. À, nhưng mà chị thu được rất là nhiều đúng không? Nhưng mà lại không biết làm nào. Bây giờ em sẽ giúp chị xử lý dữ liệu. Đấy, thì mọi người nhớ phải có ba cái này nhá. Mọi người chuẩn bị ba cái này. Thì giờ cách làm thế nào? Bây giờ chết rồi, quên mất là không chuẩn bị trước một tập email. À, có ai ở đây có sẵn một cái tập email bất kỳ không? Có. Có không? Chị có thể cho em mượn được không? Như nó tổng hợp lại rồi, tổng hợp được một file gì đấy rồi ạ. Có. Vậy cho cháu mượn được không? Cháu sẽ giúp chị biểu diễn. Cho cháu xem, cháu biểu cho biểu diễn. Thoải mái. Đúng, nhiều là ABC chứ biết cái gì. Của anh là lĩnh vực này nó liên quan đến thực phẩm chức năng. Ừ. Thực phẩm chức năng thì thực ra là tìm những cái người làm cùng ngành nghề với mình nhưng không cạnh tranh với mình. Đây. Thì mình cũng có thể tổng hợp được. Đây chỗ này. Có rất nhiều cách lấy. Nhiều lắm đây này. Ấy à, có một file riêng hay còn gì nữa. Đây này. Số điện thoại không ai đây có cái em ai nhóm đây còn nhóm bình sữa nhóm dịch thuật này em ai nhóm ấy này ui gì nhiều lắm đây em ai của dịch thuật ASEAN này em ai của ASEAN này đây chẳng vậy đây cháu cứ thoải mái ui gì quê nó giờ phải đến hàng nghìn mấy nghìn hàng mấy vạn. Thế bây giờ xử lý nó nào để ra tiền đấy. Ok, bây giờ cháu sẽ hướng dẫn cách xử lý nhá. Lấy ra phải kiếm được tiền nó mới là khó. Cho cháu mượn Gmail, cháu gửi vào Gmail của cháu tí ạ. Ừ, được. Đấy, chú chỉ có mỗi một cái là làm sao để mà kiếm được ra tiền với mấy cái này. Về đi ăn xong đi tập thể dục về xong rồi lấy mail. Xong đưa cho vợ, vợ cũng chẳng biết làm thế nào. Lấy xong rồi đi tập không, đi ra đánh cầu lông, đi ra tất cả các nơi thì ở nhà nó vẫn cứ lấy. Chủ đề à? Chủ đề em bây giờ là quảng cáo Facebook nó cũng phải có những target khách hàng này. Nếu mà biết cách dùng thì nó là một công cụ rất là mạnh mẽ cho mình. Đấy, đấy. Thế mình cứ đẩy bừa đấy, thế mình ra trả khách nhỉ. Bây giờ cháu sẽ mượn một tạm một tập tin này thôi. Được, cháu mượn cả được, còn dài nhưng mà cứ dạy cái nhiều lắm. Chỗ nào cho đúng chỗ xương. Cái lung tung. Rồi, ok. Đưa tớ mượn máy ra, tớ vào địa chỉ Gmail tớ đa về. Bây giờ mọi người sẽ quan sát cái bước làm nhá. Các bạn support chú ý nhá, để mà hỗ trợ cô chú sau này. Ra ngoài đi, ra ngoài đi. Dễ. Nhìn em, bây giờ tạm thời cháu sẽ xin phép cháu ngồi đây. Còn mọi người chú ý các bạn support không phải support đâu, chỉ cần nhìn thôi. Nào nghe. Ngoài mà